toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Ở đây mọi người đều thức tỉnh dị năng. Còn tôi được gắn kết với hệ thống cấp CC. Hệ thống, tôi muốn sử dụng thẻ thử thách tinh anh. Ngay lập tức xuất hiện một cánh cổng xoáy. Tôi bước thẳng vào trong. Nơi này khá giống với đường phố thành phố trước đây. Toàn là những tòa nhà đổ nát. Tôi cảnh giác bước về phía trước. Bỗng nhiên từ miệng cổng phía trước xuất hiện một con rắn nhỏ. Tôi không nói hai lời, trực tiếp tạo ra kiếm khí chém chết con rắn. Chỉ thấy sau khi con rắn bị chém chết, nó phun ra một loại chất nhầy có tính ăn mòn. Chết tiệt, khu thử thách này ngay cả quái vật nhỏ cũng quái dị thế sao? Và mùi ăn mòn này lập tức thu hút một đám rắn nhỏ. Không thể để chúng đến gần, nếu bị cắn một phát, sợ là xương cốt cũng bị ăn mòn mất. Đàn rắn dày đặc lao về phía tôi. Còn tôi cũng đã chuẩn bị bữa tiệc lớn. Đợi đến khi đối phương vào tầm tấn công, tôi đột ngột tung ra long diện phun tức, lập tức thiêu rụi hàng nghìn vạn con rắn thành tro. May mà kỹ năng của tôi biến thái. Nếu là người chơi bình thường dùng súng đối đầu, chắc chắn sẽ bị đàn rắn nuốt chửng. Đột nhiên lúc này cảm giác nguy hiểm của tôi báo động. Tôi lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời. May quá nếu chậm một giây, sợ là tôi đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Phía trước xuất hiện một con rắn khổng lồ. Sức mạnh đe dọa của con rắn này thậm chí còn mạnh hơn cả vạn con rắn nhỏ vừa rồi cộng lại. Có vẻ đây chính là bác sĩ của thử thách tinh anh rồi. Ngay lập tức tôi lại tung ra long diện phun tức. Điều tôi không ngờ là con rắn đã phá vỡ kỹ năng của tôi. Con rắn lập tức xuất hiện sau lưng tôi. Tôi lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời. Tiếp theo tung ra không khí trói buộc để khống chế nó. May mà có kỹ năng dịch chuyển tức thời. Giờ bị tôi khống chế rồi nhé. Đại ca ăn một kiếm của ta đây. Á, không ngờ phòng thủ của ngươi mạnh vậy. Vậy đừng trách ta không giảng võ đức. Tiếp theo vô số kiếm khí liên tục tấn công và nó cũng sắp xong rồi. Đây là kiếm cuối cùng của ta. Tiêu diệt thành công. Chúc mừng chủ nhân vượt qua thử thách tinh anh. Nhận được một Medusa con, một con dao gắn Medusa và 5 bình dịch bổ sung. Thì ra tên này là Medusa à? Vậy từ nay ngươi là thú cưng của ta. À phải rồi, hệ thống, còn dao gắn Medusa là gì vậy? Dao gắn Medusa tự mang độc khí tấn công, dù chỉ xước một chút ra cũng sẽ lập tức ăn mòn thành một lỗ lớn. Còn dịch bổ sung kia, đúng như tên gọi là dùng để bổ sung thể lực. Ô hiểu rồi. Lúc này thông báo thế giới xuất hiện. Chúc mừng là Tuyết đạt được thành tựu, người đầu tiên vượt qua thử thách tinh anh đánh bại Medusa xà vương. Tin tức này vừa ra, lập tức làm nổ tung kênh chat. Tôi chết tiệt, tên này mạnh thế. Tôi còn đánh không lại zombie thường. Anh ta đã một mình tiêu diệt bác sĩ rồi. Đúng vậy, quá biến thái luôn. Đại thần ở đâu vậy? Tôi muốn đi tìm anh. Là Tuyết này, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như là đại thần đứng đầu cả bảng trời bảng đất. Tôi nhìn những tin nhắn trước mắt, lắc đầu. Tôi cũng muốn kín đáo, nhưng sức mạnh không cho phép. Ha 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 ha. Sau đó tôi rời khỏi khu thử thách. Tiếp theo tôi định nghỉ ngơi một chút. Tôi dịch chuyển lên nóc nhà. Đột nhiên thấy phía trước có một chiếc xe, phía sau đang kéo lê một người, phía sau còn có mấy con chó zombie đuổi theo. Đại ca xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi đáng bị anh cướp vợ. Tại tôi không có bản lĩnh, tôi không nên đối địch với anh. Xin anh tha cho tôi. Tao thích vợ mày là phúc của mày. Đúng 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 đúng. Xin anh tha cho tôi một con đường sống. Tha mày không được. Tại sao vợ mày không chịu hầu hạ tao? Giờ tao đành phải trút giận lên người mày thôi. Mấy ngày qua, toàn dùng đàn ông để thu hút sự chú ý của chó sư tử, rồi cùng đồng bọn tiêu diệt chó sư tử để lấy phần thưởng điểm năng lượng. Nhưng lần này chưa kịp ra tay, chó sư tử đã bị tiêu diệt. Người tiêu diệt chó sư tử chính là tôi. Thông thạo súng ống cấp CC, giết mấy con chó sư tử chỉ là chuyện nháy mắt. Thanh niên nghe thấy tiếng súng, vội vàng nhảy xuống xe. Tên khốn kiếp đó dám cướp con mồi của chúng ta. Đại ca có muốn em nên tiêu diệt hắn không? Ừ, ta phải cho hắn biết cướp của ta sẽ có kết cục thảm thế nào. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Ở đây mọi người đều thức tỉnh dị năng. Còn tôi được gắn kết với cấp CC. Hệ thống nhắc nhở, Medusa con của chủ nhân đang trong trạng thái đói cực độ. Không nhắc tôi, tôi suýt quên mất con nhóc này rồi. Lập tức tôi nhấc vào lấy Medusa con ra. Đây là thịt vừa mới có, cho người ăn hết đi. Tốc độ ăn của Medusa con thật kinh người. Vài phút đã quét sạch. Lúc này, tôi phát hiện Medusa con hình như lớn hơn một chút. Các chỉ số cũng tăng trưởng không ít. Tốt lắm, tốt lắm. Sau này người chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực của ta. Lúc này thông báo thế giới lại xuất hiện tính năng mới. Đấu trường đã mở. Đây là nơi dành cho tất cả người chơi quyết đấu. Phần cao thấp, quyết sinh tử. Hai bên thống nhất quyết đấu sẽ được chuyển đến địa điểm chiến đấu chuyên dụng. Người thắng nhận được toàn bộ tài nguyên của người thua. Cần cả hai bên thống nhất sao? Tôi không chắc, có ai dám nhận lời thách đấu của tôi đến người đứng đầu cả hai bảng. Hệ thống không thể tham gia ẩn danh sao? Thế này rất không công bằng với tôi.
Không được. Có vẻ đôi khi quá mạnh quá nổi bật cũng chưa chắc là điều tốt. Nhưng giây sau, tôi nhận được một thông báo hệ thống. Người chơi Hàn Thiếu gửi lời thách đấu, có đồng ý không? Tôi lập tức phấn chấn, vừa sợ không tìm được đối thủ, đã tự động đưa tới cửa rồi. Tôi mở thông tin đối thủ, phát hiện người này cũng có tên trong cả hai bảng. Bảng chơi hạng 67, bảng đất hạng 94. Có vẻ tên này, thách đấu, 8 phần là không phục tại sao tôi có thể đứng nhất. Muốn thử xem ai, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Lập tức tôi đồng ý thách đấu. Có cho phép người chơi xem không? Tôi không do dự nhấn không. Nếu mọi người đều thấy sức mạnh của tôi, thì sau này ai còn dám thách đấu với tôi nữa? Còn ở một nơi khác trên thế giới, nhìn thấy cùng thông báo Hàn Thiếu, khóe miệng nhếch lên, sao lâu vậy mới đồng ý? Tôi cứ tưởng tên đó sợ rồi chứ. Đại ca iPhone, anh nhất định phải thắng đấy. Mày nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ mày nghi ngờ thực lực của đại ca? Làm gì có chuyện đó, đại ca chúng ta là người có kỹ năng cấp B, tuyệt đối không thua thằng nhóc đó đâu. Đúng vậy, tên đó chắc là gặp may, đụng phải đám Sambi vô dụng, nên mới trở thành nhất cả hai bảng. Không như đại ca chúng ta, sân toàn Sambi cao cấp. Hàn Thiếu nghe đám đàn em nịnh nọt, càng thêm tự tin. Đợi ta kết thúc trận đấu, về mở tiệc mừng cho các ngươi. Sau đó Hàn Thiếu cũng được dịch chuyển đi. Trên đấu trường độc lập này, tôi và Hàn Thiếu cùng xuất hiện. Xung quanh không có một khán giả, Hàn Thiếu đã đồng ý cho người xem. Ban đầu, hắn muốn cho người khác thấy rõ sự mạnh mẽ của mình. Nhưng vì tôi không đồng ý, nên không thể mở chế độ xem. Điều này cần cả hai bên đều đồng ý mới được. Tại sao không mở chế độ xem? Là sợ thua quá thảm, hay là sợ vị trí số 1 của mình chỉ là hư danh thôi? Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Thời gian chuẩn bị quyết đấu, con số phía trên đang đếm ngược. Này sao không nói gì? Là bị sợ rồi à? 5-4-3-2-1 bắt đầu quyết đấu. Sau khi đếm ngược xong, Hàn Thiếu lập tức vung tay. Một khối dị vật lao về phía tôi. Kỹ năng của Hàn Thiếu là dùng độc. Hắn đã dùng chiêu này giết không ít người chơi. Hàn Thiếu thấy tôi đã bị độc vật bao phủ, châm biển nói, không ngờ người yêu thế, chúng độc của ta thì chờ chút đi. Đột nhiên sắc mặt Hàn Thiếu biến đổi, một luồng ánh sáng vàng lập tức xua tan, xương độc thiên sứ chúc phúc phát động, đã xóa bỏ hiệu ứng chúng độc. Tiếp theo trong tay tôi xuất hiện một khiên một kiếm. Hàn Thiếu lập tức ngớ người, ngươi tưởng mình là chiến binh à? Khiên kiếm đều mang theo. Hàn Thiếu vừa lùi, vừa liên tục phát ra những lời khiêu khích quấy rối tôi. Ngay khi tôi định chém một kiếm về phía hắn, Hàn Thiếu đắc ý cười, ngươi mắc kế rồi. Hai bình khí độc ném về phía tôi, đại kiếm lập tức chém vỡ, chất độc bên trong lập tức phát tán ra. Nhưng giây sau đã bị khiến hấp thu hết. Cái gì vậy, độc của ta ngay cả người khổng lồ Sambi cũng dễ dàng giải quyết, tại sao lại không có tác dụng với nó? Hàn Thiếu thấy kỹ năng tự hào bị người khác dễ dàng hóa giải, nội tâm cũng trở nên điên cuồng. Hàn Thiếu mở túi hệ thống, lấy ra một khẩu súng điên cuồng bắn về phía tôi. Nhưng sức mạnh của những viên đạn này chẳng đáng kể. Hàn Thiếu trở nên điên cuồng hơn, vứt súng lấy ra tên lửa, nhắm một phát bắn về phía tôi. Giờ ngươi chắc chót rồi. Đột nhiên trong khói chuyển đến tiếng bước chân. Hàn Thiếu không kịp phản ứng, đã bị một thanh phi kiếm đâm xuyên. Tên này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Thách đấu thành công, chúc mừng chủ nhân giành chiến thắng và nhận được toàn bộ tài nguyên đối phương. 25 điểm năng lượng, 15 chai nước, 5 hộp đồ hộp. Và ngoài quy tắc thách đấu, chủ nhân nhận được kỹ năng độc vật cấp B, tự động nâng cấp thành thú cưng giải độc cấp CC. Tên này hóa ra là dị năng giả cấp B. Có vẻ những trận chiến sau này càng thú vị rồi. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế, tôi đã thức tỉnh. Hệ thống cấp CC thắng dễ dàng. Hệ thống tận thế vừa mở tính năng đấu trường, đã có người thách đấu với tôi. Sau một trận chiến, tôi đương nhiên giành chiến thắng. Đại ca lại thua rồi. Đại ca là người có kỹ năng cấp B. Tại sao lại thua chứ? Có vẻ người đó trở thành nhất cả hai bảng, không phải không có lý do. Rất có thể hắn là người có kỹ năng cấp EC. Chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Xong rồi, giờ không có đại ca che chở, chúng ta rất nguy hiểm. Nhanh đi tìm lạc tuyết đỏ bám đuôi thôi. Bên kia, sau khi tôi giải quyết Hàn Thiếu, nhận được toàn bộ tài nguyên của hắn, tiếp theo tôi dịch chuyển đến một tòa cao ốc. Đêm xuống, tôi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lúc này thông báo hệ thống lại xuất hiện tính năng mới. Bảng hội đã mở, lại có tính năng mới. Hôm nay đã xuất hiện hai tính năng mới rồi. Dù đã có người đang tạo bảng hội, nhưng những cái đó chỉ là trên danh nghĩa. Giờ việc tạo bảng hội giống như quy tắc hệ thống công nhận sự tồn tại của bảng hội. Điều kiện tạo bảng hội cần 100 điểm năng lượng. Anh em ơi, xin hỏi bang hội của đại thần Lạc Tuyết tên gì muốn vào? Cùng hỏi tôi cũng muốn biết, nếu được vào bang hội của đại thần Lạc Tuyết, trong tận thế này chắc sẽ đi ngang ngửa. Người muốn vào bang hội của tôi không ít, nhưng tôi không định lập bang hội. Làm sói đơn độc mỗi ngày tự do tự tại không tốt sao?
Đột nhiên có tiếng va chạm kính. Tôi dùng hiệu ứng nhìn đêm mới phát hiện bên ngoài có một đàn quạ đang điên cuồng đập vào kính. Có vẻ tối nay lại không ngủ ngon được rồi. Đàn quạ đó chẳng mấy chốc đã đập vỡ kính vây quanh tôi, vừa hay thử kỹ năng vừa mới có. Lập tức trong tay tôi xuất hiện một chai thuốc màu xanh, giải hết sức. Trong chớp mắt cả khu vực bị chất độc màu xanh bao phủ. Hàng trăm hàng nghìn con quạ đồng loạt rơi xuống. Cơ thể trên mặt đất liên tục co giật, chẳng mấy chốc biến thành cho bụi. Nhưng khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn một đàn quạ lớn đang bay trên không. Nhưng có vẻ chúng phát hiện ra sự tồn tại của chất độc, không tiếp tục bay vào, mà điên cuồng kêu gào bên ngoài. Rốt cuộc là từ đâu tới? Sao lại nhiều thế? Ôn ào thế này làm sao ngủ được? Có vẻ phải giải quyết đám này trước. Tôi trực tiếp dịch chuyển lên nóc nhà. Đàn quạ thấy tôi ra ngoài, trở nên càng hung dữ. Ngay cả trên trời cũng xuất hiện hiện tượng lạ, bắt đầu đổ mưa lớn. Tôi lấy ra nhiều vũ khí, tấn công đàn quạ từ mọi hướng. Đạn vô hạn, thật quá tuyệt. Ha ha ha. Còn trong phòng bên cạnh, những người chơi đang sinh tồn thấy cảnh tượng này đều ngớ người. Tên đó thật điên rồ, nửa đêm cầm súng Gatling bắn chim. Người đàn ông này quá bá đạo rồi, em thích quá đi. Anh mới là chồng em còn muốn bám đuổi người khác. Hứa anh nên cố gắng mạnh lên đi. Nếu không trong tận thế này, em sẽ bị người khác cướp đi bất cứ lúc nào. Người đàn ông im lặng. Sao tôi không phải là con gái nhỉ? Tôi cũng muốn bám đuổi. Trong nháy mắt 10 phút trôi qua, số lượng quạ trên trời không giảm chút nào. Lũ quạ này chẳng lẽ còn có thể phân thân không? Sao cảm giác đánh không hết vậy? Vừa nghĩ vậy, đàn quạ bắt đầu đổ về một hướng. Chúng tụ tập từng chút một, dần dần kết hợp thành một con quạ khổng lồ. Lúc này nam nữ trong phòng cũng chú ý thấy. Trời ơi, chúng còn có thể hợp thể. Lo quá anh ấy bị móng vuốt làm bị thương. Còn người đàn ông khóe miệng nhếch lên. Cho tên này chảnh, còn dám quyến rũ vợ tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không lo. Búng tay một cái, một hàng đầu rồng xuất hiện. Còn con quạ không biết mình sắp đối mặt với điều gì, trực tiếp lao về phía tôi. Long diện phun tức. Trong ngọn lửa không có trận chiến máu nóng, chỉ là một trận nghiền nát ngu ngốc. Con quạ khổng lồ tan rã trong ngọn lửa, lần lượt rơi xuống mặt đất. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tiêu diệt quạ khổng lồ, nhận được phần thưởng trứng quạ. Lại là một nhiệm vụ ẩn, và còn cho tôi một quả trứng quạ. Cái này là ăn được hay có thể ấp nở? Cái này ấp nở được đấy. 6 tiếng sau có thể nhận được một thú cưng quạ. Anh đẹp trai này mạnh vậy sao? Đúng là quá đáng sợ rồi. Tên trước mắt này quá mạnh. Có vẻ tối nay bảng trời và bảng đất sẽ đổi chủ rồi. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Tôi thức tỉnh hệ thống cấp CC. Trong thời gian ngắn một ngày, tôi liên tiếp hoàn thành 2 iron, quét sạch mọi quái vật zombie. Không biết hôm nay người tên lạc tiết đó còn có thể giữ vững vị trí nhất cả 2 bảng không? Chắc chắn không thể. Hôm qua là ngày đầu tiên, mọi người còn chưa thích nghi. Hôm nay mọi người đã quen rồi. Tôi đã thấy vài đại thần một lần giải quyết cả 100 zombie. Nói vậy, tên lạc tiết đó thật may mắn, được nhận phần thưởng nhất cả 2 bảng một cách dễ dàng. Đang lắc vai, đã bắt đầu công bố danh sách top 10. Hạng 10 tiểu phản thứ lang, số lượng tiêu diệt 1088. Cái gì vậy? Người đầu tiên đã là người Nhật. Quá xui xẻo rồi, hi hi. Các người không phục thì cố gắng thêm chút nữa đi. May ra có thể nhìn thấy đích chúng ta. Hạng 9 ma lâm màu mũ, số lượng tiêu diệt 1200 hạng 8 tác nghĩ đức tư. Số lượng tiêu diệt 2580 hạng 7 giã điển tán. Số lượng tiêu diệt 2808. Có vẻ các người đông cũng không được. Người Nhật chúng ta đã có 2 người, các người một người cũng không có. Hạng 6 từ Trấn Hùng, số lượng tiêu diệt 3222 hạng 5 tấn gia văn. Số lượng tiêu diệt 3566 hạng 4 hảo nhị mạn hà thụ. Số lượng tiêu diệt 3688. Từ gia kiện giỏi quá, thật làm dạng danh chúng ta. Người Nhật các người giờ sao không nói nữa? Hừ, một cái hạng 5 hạng 6 mà vui thế. Tiếp theo đến top 3, mọi người nín thở, cả tiếng bàn tán xung quanh cũng không còn. Hạng 3 An Bố Lạp Tư, số lượng tiêu diệt 3788 hạng 2 Lạp Kim Hòa Cương. Số lượng tiêu diệt 3900. May là không có người Nhật, không thì không biết kiêu ngạo thế nào. Hừ hừ, có các người không? Biết đâu hạng nhất lại là người Nhật chúng tôi. Nhìn hiện tại, sức chiến đấu tổng thể của phe Nhật mạnh hơn. Mặc kệ, miễn là nhất không phải người Nhật là được. Tiếp theo là bảng đất được mọi người chú ý. Hạng nhất số lượng tiêu diệt 24520. Chúc mừng là tiếp lại đạt đỉnh bảng. Nhìn thấy con số này, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Tôi không nhìn nhầm chứ, 24000. Quá đáng sợ rồi. Đúng vậy, dù bỏ số 2 đi, vẫn cao hơn hạng 2.
Người Nhật mau ra nói đi. Đừng cầm nữa. Cùng lúc đó, ánh mắt quay về phía cặp nam nữ. Chỉ thấy người phụ nữ vô cùng phấn khích nói. Hóa ra anh ấy chính là Lạc Tuyết. Trách gì một mình dám đối mặt với đàn dơi lớn thế. Sau đó đến lượt bảng trời. Không nghi ngờ gì, hạng nhất vẫn là Lạc Tuyết. Chúc mừng chủ nhân lại đạt nhất cả hai bảng. Có nhận phần thưởng hai bảng không? Nhận. Chúc mừng chủ nhân nhận được thẻ thử thách tinh anh và một cơ hội rút kỹ năng. Nhìn thấy cơ hội rút thăm này, tôi không do dự lập tức sử dụng. Rút thăm thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được kỹ năng chém giết cấp A, đã tự động nâng cấp thành kỹ năng cấp CC. Khi quái vật còn dưới 50% máu, có thể trực tiếp chém giết quái vật. Thật sự mạnh quá, tương đương với mọi quái vật trước mặt tôi chỉ có nửa mạng. Tôi nóng lòng sử dụng thẻ thử thách tinh anh. Lập tức một cánh cổng xoáy xuất hiện, để xem hiệu quả chém giết thế nào. Tôi bước vào cổng xoáy. Cảnh tượng bên trong làm tôi kinh ngạc. Ở đây có đống tiền vàng chất như núi. Nếu là ở thế giới trước khi tái sinh, đây hẳn là nơi bao người mơ ước. Rất lạ sao không thấy zombie quái vật. Chẳng lẽ thử thách lần này thực ra là ải thưởng? Đột nhiên tôi cảm thấy tình hình có gì đó không đúng. Những đồng tiền đang dần tụ lại. Tôi búng tay, triệu hồi một đầu rồng, lập tức tung ra lòng nhãn, hổ tức. Tiền vàng bị đốt cháy nhanh chóng tụ lại, biến thành quái vật hình người. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Tôi vào khu thử thách tinh anh, gặp một người khổng lồ được tạo từ tiền vàng. Người khổng lồ tạo cầu ánh sáng vàng trên hai tay, lập tức tấn công tôi. Đồng thời tôi cũng sử dụng lòng nhãn, phá vỡ cầu ánh sáng đồng thời, cũng làm bị thương người khổng lồ. Người khổng lồ đã bị tôi chọc giận. Hắn vung nắm đấm đánh về phía tôi. Tôi trực tiếp dịch chuyển ra sau lưng người khổng lồ, đấm một cú về phía hắn. Nhưng điều tôi không ngờ là người khổng lồ này không hề hấn gì. Tôi có tăng sức mạnh cấp CC mà. Tại sao hắn không mất chút máu nào? Tôi không tin. Tung ra trăm phi kiếm, đâm mạnh về phía người khổng lồ. Nhưng thanh máu trên đầu người khổng lồ vẫn không đổi. 5% máu trước đó là do long diện phun tức gây ra. Chẳng lẽ là ngũ hành tương khắc, chỉ có hỏa khắc được kim? Đã chỉ có hỏa khắc kim, thì tôi chỉ có thể tích đủ đại chiêu, toàn lực thi triển kỹ năng lửa để giết tên này. Trong nháy mắt, khu vực này đã bị biển lửa bao phủ. Tôi cười kiếm bay lên không, tung ra bất diệt thiên hỏa, vô số cầu lửa ném về phía người khổng lồ. Thanh máu của người khổng lồ đang giảm với tốc độ có thể nhìn thấy được. Khi thanh máu xuống 50%, chém giết lập tức kích hoạt. Tiêu diệt người khổng lồ, tiền vàng thành công. Chúc mừng chủ nhân vượt qua thử thách tinh anh, nhận được phần thưởng kiếm chém rồng và 10.000 tiền vàng thông dụng. Tiền vàng này dùng làm gì? Có thể đổi điểm năng lượng đấy. Một đồng vàng đổi một điểm năng lượng. Cái gì tôi đánh vất vả thế mà chỉ cho tôi có thế thôi à? Đối với người khác, điểm năng lượng rất quan trọng, nhưng đối với tôi, những thứ này chẳng có tác dụng gì. Bản thân còn thừa hơn 20.000 điểm năng lượng. Trong cửa hàng không có gì tôi cần, dùng không hết. Tiếp theo tôi bước ra khỏi cổng xoáy. Đứng im ai đó. Hệ thống gì kém thế? Lần này cổng xoáy lối ra lại ở đại bản danh người khác. Ngươi là ai sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đừng kích động, tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ được dịch chuyển đến đây thôi. Đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp xử lý hắn đi. Nhưng giây sau, tôi đã dịch chuyển sau lưng một người. Thật là muốn chết. Hai người phía sau vội vàng lùi lại. Người này rất mạnh, mau dùng kỹ năng. Một người tung kỹ năng, trong tay xuất hiện mấy quả bom, ném thẳng về phía tôi. Sức mạnh bom không nhỏ, nhưng đối với tôi, ngoài cảnh tượng hơi hoành tráng, sức mạnh cũng chỉ bằng pháo hoa. Hi hi, nếu tôi bị thương bởi kỹ năng cấp này truyền ra ngoài, chẳng phải bị người ta cười chết sao? Ngạo mạn vậy, thử chiêu này của ta xem. Chỉ thấy dưới chân người đứng đầu xuất hiện một trận triệu hồi, tạo ra một thanh đao dài 40 mét, lao về phía tôi. Thật là hoa lá cành. Tôi tung ra phi kiếm, lập tức giết chết hai người. Ha ha ha. Đánh bại ba người chơi. Chúc mừng chủ nhân nhận được kỹ năng cấp CC, triệu hồi cơ giáp. Có thể triệu hồi một bộ cơ giáp, số lượng triệu hồi càng nhiều, sức chiến đấu của cơ giáp càng giảm. Chúc mừng chủ nhân nhận được bom vô hạn cấp CC, có thể phá hủy cả sân vận động trong trước mắt. Chúc mừng chủ nhân nhận được tăng cường trang bị ngẫu nhiên cấp CC, có thể tăng cường bất kỳ vật phẩm nào, ví dụ gắn thuộc tính sát thương cho vũ khí. Lại có thêm ba kỹ năng thật tuyệt. Tôi tiện tay lấy ra một khẩu súng, nhấn xác nhận tăng cường. Chúc mừng chủ nhân nhận được súng phun lửa. Tăng cường vũ khí này tuy mạnh, nhưng đối với tôi còn thiếu chút ý nghĩa. Tôi đi đến bên đống lửa, nhìn con gà nướng ba người kia định thưởng thức. Thơm quá nhưng không có gia vị, không ngon. Vì vậy tôi mở trung tâm giao dịch thế giới, dùng súng phun lửa định đổi gia vị phù hợp để nướng. Bài đăng vừa ra, các người chơi khác lập tức sôi sục.
Đây có phải là tuyết nhất cả hai bảng hai ngày liên tiếp? Không, chắc chắn là rồi. Người thường sao có thể dùng súng phun lửa? Đổi gia vị nướng chứ. Tôi khóc mất, chúng ta ở đây sinh tồn tận thế. Còn là tuyết này như đi nghỉ mát vậy. Tôi nhớ mày, đám này rảnh rỗi thế sao? Lúc này tôi thấy một cô gái tên Tiểu Lộc muốn dùng gia vị Vũ Bình đổi vũ khí của tôi. Tôi đồng ý ngay giao dịch. Tiếp theo tôi bắt đầu rắc gia vị lên gà nướng. Thơm thật sự quá thơm. Lúc này, Tiểu Lộc gửi cho tôi một tin nhắn riêng. Tôi còn vài thứ, có lẽ anh sẽ hứng thú. Muốn tiếp tục giao dịch với anh, bên anh còn vũ khí không? Kèm danh sách, tôm hùm cây 10 cân, một con quạ hoàng đế, một xe nhà di động năng lượng mặt trời, lại còn có xe nhà. Có thứ này thì tôi không còn lo không có chỗ sạch sẽ để ngủ nữa. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế, ở đây mọi người đều thức tỉnh dị năng. Còn tôi được gắn kết hệ thống, bất kỳ dị năng nào cũng có thể nâng lên cấp CC. Tôi đang lo không có chỗ ngủ thì có một cô gái tên Tiểu Lộc định dùng tôm hùm, qua hoàng đế và xe nhà để đổi vũ khí với tôi. Có xe nhà thì sau này không phải lo lắng không có chỗ thoải mái để ngủ nữa. Tôi lập tức lấy ra ba vũ khí rồi tiến hành tăng cường trang bị. Tăng cường thành công, chúc mừng chủ nhân nhận được ba vũ khí thanh tẩy, lần lượt thêm hiệu ứng nổ 2 lần, hiệu ứng đốt cháy và hiệu ứng truy tìm. Mấy vũ khí này đối với người chơi thường giống như có thêm một kỹ năng cấp 1, nhưng đối với tôi chỉ là vật phẩm nằm trong ba lô ăn bụi. Tôi trực tiếp phóng kỹ năng sức mạnh gấp mấy trăm lần những vũ khí này, nhưng may là còn dùng chúng để giao dịch với người chơi khác. Bên kia, Tiểu Lộc mãi không thấy Lạc Tuyết trả lời, trong lòng rất lo lắng. Chẳng lẽ thái độ của tôi không tốt sao? Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Giây sau màn hình hiện ra ba vũ khí. Tiểu Lộc nhìn thuộc tính ba vũ khí, lập tức giật mình, nổ 2 lần hiệu ứng đốt cháy, đạn truy tìm. Nhưng vũ khí này ngay cả cửa hàng hệ thống cũng không có. Lạc Tuyết này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tôi dùng ba vũ khí này đổi xe nhà và đồ ăn, bạn thấy được không? Quá được luôn. Sau đó chiếc xe nhà to lớn xuất hiện trước mặt tôi. Không biết tôi có thể tăng cường chiếc xe này không? Bất kỳ vật phẩm nào cũng được đấy. Thật sự có thể. Tôi lập tức nhấn nút tăng cường. Tăng cường thành công, chúc mừng chủ nhân nhận được vật liệu chống nổ, chỉ số phòng thủ xe nhà tối đa. Súng và bom thường không thể làm gì xe. Để phòng ngừa, tôi còn triệu hồi một cơ giáp đánh gác bên ngoài. Tiếp theo tôi bước vào xe, chuẩn bị nghỉ ngơi cho tốt. Bên trong xe, dừng điều hòa máy lọc nước đầy đủ, như đi nghỉ mát vậy. Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Sáng dậy, bảng hệ thống xuất hiện hơn chục kỹ năng CC. Tôi tưởng hệ thống bị lỗi, nhưng khi ra khỏi xe mới phát hiện, hóa ra tối qua, đám người này có ý đồ với xe của tôi, nên bị cơ giáp của tôi tiêu diệt hết. Không ngờ ngủ một giấc có thêm hơn chục kỹ năng. Thật sự quá sướng. Vừa nói xong bảng hệ thống xuất hiện tính năng mới. Tháp thử thách đã mở. Lại có tính năng mới. Tháp thử thách là cái gì vậy? Tháp thử thách là nơi cho người chơi vượt ải từng tầng. Số tầng chưa biết, người chơi có thể tổ đội vượt ải, cũng có thể vượt ải một mình. Mỗi tầng vượt qua đều nhận được phần thưởng. Không thể đây là nơi tốt để đánh quái. 3 phút nữa sẽ phát nhiệm vụ hàng ngày. Mời các người chơi chuẩn bị. Với điều này tôi đã quen rồi. Mỗi ngày thức dậy đều có nhiệm vụ hàng ngày. 3 phút trôi qua trong trước mắt. Nhiệm vụ hàng ngày đã phát hành. Lần này là nhiệm vụ vượt ải theo đội, vượt qua tháp thử thách. Có vẻ tôi chỉ có thể chọn ghép đội ngẫu nhiên. Dù sao bên cạnh cũng không có đồng đội. Ghép đội thành công, đang dịch chuyển. Tiếp theo tôi được dịch chuyển đến ai đầu tiên. Tính cả tôi có 6 người, nhưng còn 2 người chọn ẩn danh. 3 người còn lại lần lượt là chịu khởi phát. Vương Sâm Lâm, Đỗ Nguyệt Nguyệt, phía trước là cửa vào ải. Mọi người cùng cố gắng nhé. Chúng ta chọn đội trưởng trước đi. Không vấn đề, nhưng đương nhiên người có năng lực cao làm đội trưởng. Tự giới thiệu một chút, tôi là Triệu Khởi Phát, có kỹ năng cấp 1 Vương Sâm Lâm. Kỹ năng cấp 1, tôi là Đỗ Nguyệt Nguyệt, kỹ năng chữa trị cấp S. Triệu Khởi Phát khinh thường nói mới cấp S. Đừng kéo chân chúng tôi, đây đâu phải tôi quyết định được. 3 người các anh thì sao cấp S à? Tôi cũng cấp S. Câu trả lời của 2 người ẩn danh này, theo tôi thấy chắc là nói dối. Chắc chắn là để giấu thực lực, chuẩn bị dạ heo ăn thịt hổ. Tôi cũng không muốn làm đội trưởng, nên nói tôi cũng cấp S. Triệu Khởi Phát cười, vậy có vẻ đội trưởng phải chọn từ 2 chúng ta rồi. Vương Sâm Lâm cười khổ nói, không cần, vẫn là anh làm đội trưởng đi. Tôi từ chối. Hừ, biết điều đấy. Được rồi, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi ai về nhà nấy. Mọi người im lặng. Hừ, một đám cấp S còn dám không để ý tôi. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tôi giết hết các người. Phần thưởng của các người đều là của tôi. Đừng trách tôi, chỉ có thể trách tận thế này. Hey 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 hey. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế, ở đây mọi người đều thức tỉnh dị năng.
Còn tôi được gắn kết hệ thống. Bất kỳ dị năng nào cũng có thể nâng lên cấp CC. Nhiệm vụ theo đội lần này của hệ thống, tôi chọn ghép đội ngẫu nhiên. Bên cạnh có thêm 5 thành viên, mỗi người đều có tâm tư riêng. Người lạ tổ đội vẫn nên giấu thực lực thì tốt hơn. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng của đám người các ngươi đều là của ta. Hoàn hồn lại, cả đoàn đã vào tầng 1 của tháp thử thách. Có vẻ đây là mê cung. Có 3 cánh cửa. Cần tách ra hành động không? Chúng ta có thể liên lạc qua kênh chat. Như vậy có thể khám phá nhanh nơi này. Vậy được mọi người chia 2 người một nhóm. Nếu có chuyện gì, còn có thể hỗ trợ nhau. Cuối cùng Triệu Khởi Phát và Đỗ Nguyệt Nguyệt một nhóm, Vương Xâm Lâm và người phụ nữ ẩn danh một nhóm, tôi thì với người đàn ông ẩn danh một nhóm, lần lượt đi vào các cổng xoáy khác nhau. Tôi đi phía trước, luôn cảm thấy người đàn ông phía sau không bình thường. Đột nhiên có cảm giác nguy hiểm. Tôi linh cảm phía trước sau bức tường có một con zombie thét. Chỉ cần lại gần, nó sẽ lập tức nhảy sổ ra. Lúc này người đàn ông sau lưng tôi rút ra một con dao găm. Người đàn ông không cảm nhận được sự tồn tại của zombie. Mục đích thật sự của việc rút dao là để đối phó với tôi. Lợi dụng việc giết người chơi để nhanh chóng có lợi ích. Tôi vội tăng tốc bước chân. Người đàn ông vội đuổi theo. Ngay khi tôi chạm khoảng cách nguy hiểm, zombie lập tức từ sau tường nhảy sổ ra. Tôi trực tiếp dịch chuyển ra sau. Người đàn ông tại chỗ bị zombie vật ngã xuống đất. Ngươi còn đứng ngay ra làm gì? Mau giết zombie đi. Ồ, ngươi nghĩ ta sẽ giúp kẻ muốn giết ta sao? Người đàn ông giật mình, không ngờ lại bị tên nhóc này phát hiện. Sau đó người đàn ông mỉm cười. Đã bị ngươi phát hiện rồi, thì ta cũng không giấu nữa. Tiếp theo người đàn ông tung kỹ năng, cũng biến thành zombie thét. Người đàn ông há miệng, một tiếng thét đẩy zombie văng ra. Không ngờ, tên này không chỉ có thể bắt chước hình dáng zombie, mà còn bắt chước được năng lực đối phương. Người đàn ông tìm đúng thời cơ, rút dao găm, lập tức giải quyết zombie thét. Người đàn ông quay người nhìn tôi sao? Bị dạ rồi à? Thực ra ta không phải kỹ năng cấp S mà là cấp D. Tiếp theo đến lượt ngươi. Ngoan ngoãn chốt đi. Vậy thử xem. Lập tức trong tay tôi xuất hiện một cây thương sấm sét. Một thương bắn về phía người đàn ông. Người đàn ông tung ra âm ba tấn công. Nhưng khi chạm vào cây thương, âm ba hoàn toàn bị sức mạnh sấm sét hóa giải, lập tức đâm xuyên người đàn ông. Không, điều này không thể. Chẳng lẽ ngươi cũng giấu thực lực sao? Chúc mừng chủ nhân nhận được kỹ năng sao chép cấp D, tự động nâng cấp thành cấp CC, bắt chước hoàn hảo. Chủ nhân chỉ cần nhìn thấy đối tượng là có thể bắt chước 100% hình dáng và sức mạnh đối phương. Không tệ, kỹ năng của tên này khá hữu dụng. Lúc này trong kênh chat đội Vương Xâm Lâm nói, tìm thấy một cánh cửa lạ, tôi nghi là cửa dẫn đến bác sĩ của ải này. Để chắc chắn, gửi tọa độ cho các bạn rồi. Rất nhanh cả đội đều hướng về phía Vương Xâm Lâm. Triệu Khởi Phát thấy tôi nói, sao chỉ có một mình ngươi? Người kia đâu? Hắn không may mắn lắm, bị zombie đột ngột chạy ra tấn công. Thật là đồ vô dụng. Thôi không quan tâm, mất một người cấp S thôi. Còn người phụ nữ ẩn danh kia kích động nói, ngươi nói dối, cô ấy không yếu như vậy. Tôi hứng thú hỏi, sao gọi là không yếu như vậy? Dù sao cô ấy chắc chắn mạnh hơn ngươi. Ngươi còn sống được, sao cô ấy có thể bị zombie cắn chết? Chắc chắn là ngươi đã tập kích cô ấy. Ngươi có bằng chứng không? Người phụ nữ không nói nên lời. Thôi giờ không phải lúc nội chiến. Đợi giải quyết xong tên phía sau cửa, các ngươi lại cãi nhau. Triệu Khởi Phát mở cửa lớn, cẩn thận thò đầu nhìn vào trong. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Người khác trong tận thế chỉ biết cố sống, còn tôi thì nằm trong xe hơi sang trọng tận hưởng cuộc sống. Để tôi xem bên trong có gì nào. An toàn rồi, mọi người có thể vào. Ngay sau đó 5 người chúng tôi lần lượt đi vào. Đột nhiên phía trước xuất hiện đôi mắt khổng lồ. Tôi dùng thuật lửa chiếu sáng xung quanh, phát hiện đây là một con zombie khổng lồ. Mọi người vô thức lùi lại. Tôi nghĩ đây chắc là bossy của ải đầu tiên. Đội trưởng làm sao đây? Chúng ta chạy hay chiến đây? Đột nhiên cảm giác nguy hiểm của tôi kích hoạt. Tôi dịch chuyển lùi lại vài bước. Nhưng Đỗ Nguyệt Nguyệt ở phía trước tôi thì không may mắn thế. Triệu Khởi Phát và Vương Xâm Lâm trợn tròn mắt sợ hãi. Còn người phụ nữ thì nhìn chằm chằm vào tôi. Tên này vừa rồi đột nhiên né tránh, giây sau Đỗ Nguyệt Nguyệt đã bị giết. Chẳng lẽ tên này cũng như tôi giấu thực lực? Tôi nhìn Đỗ Nguyệt Nguyệt nằm dưới đất, bất lực lắc đầu. Hesi lại mất không một kỹ năng cấp CC. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta lên đánh thử nó. Thực sự không được thì bỏ nhiệm vụ rời đi. Triệu Khởi Phát đi đầu, Vương Xâm Lâm theo sát, rồi đến người phụ nữ. Còn tôi ở cuối cùng đề phòng người phụ nữ tập kích. Zombie khổng lồ lại tung móc. Cẩn thận mọi người, mau né đi. Người phụ nữ thấy mọi người đều chú ý vào zombie đột biến, liền lén lút đến sau lưng tôi. Chắc chắn anh đã giết người đàn ông của tôi. Tôi phải báo thù cho anh ấy. Người phụ nữ rút dao găm, nhắm vào đầu tôi đâm tới. Đột nhiên tôi xoay người túm lấy cánh tay cô ta. Cô định làm gì? Người phụ nữ kinh hãi. Tôi còn chưa thấy anh ta xoay người,
Tay tôi đã bị nắm chặt, không cử động được. Đây có phải tốc độ phản ứng của người bình thường không? Người phụ nữ vẫn cố gắng đâm về phía tôi. Thật là ngoan cố. Vậy đừng trách tôi không khách sáo. Lập tức một kiếm bay đâm về phía người phụ nữ. Người phụ nữ ngã xuống. Loại bỏ người chơi thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được tăng X cấp 1. Kỹ năng tự động nâng cấp thành tăng X toàn thuộc tính gấp 10 lần cấp CC. Và còn có thể cho đồng đội sử dụng nữa. Tăng 10 lần. Vậy chẳng phải nếu sức mạnh của tôi là 100, sau khi tăng X sẽ tăng thẳng lên 1000 sao? Kỹ năng hỗ trợ này của thực mạnh đến mức quá đáng rồi. Hai người kia phản ứng lại. Chuyện gì vậy? Sao chớp mắt anh đã giết cô ta rồi? Người này ra tay thật quả đoán. Tên này tuyệt đối không đơn giản. Không giết cô ta chẳng lẽ đợi cô ta giết tôi sao? Triệu Khởi phát thở dài. Thôi, chúng ta không phải đối thủ của Sammy này. Mau rút lui thôi. Sau đó họ mở bảng hệ thống, bấm nút thoát, nhưng phát hiện không thể thoát được. Do các bạn đang ở trong phòng bà Si nên không thể thoát. Xong rồi, chỉ có giải quyết tên phía sau mới có thể thoát. Sao giải quyết được? Tên đó chỉ một đòn, chúng ta đều đỡ không nổi. Còn đánh thế nào? Trước hết rời sự chú ý của Sammy, rồi chúng ta tìm cơ hội tập kích từ bên cạnh. Triệu Khởi phát dùng ánh mắt ra hiệu. Vương Sâm Lâm nhìn về phía Lạc Tuyết bên cạnh. Vương Sâm Lâm hiểu ngay ý của Triệu Khởi phát. Đây là muốn hy sinh Lạc Tuyết, kéo dài thời gian, để tạo cơ hội cho tôi trọng thương Sammy. Đến nước này, không còn lựa chọn nào khác. Ai bảo Lạc Tuyết này là người trong ba người chúng ta yếu nhất đấy? Suy nghĩ trong lòng hai người này đều hiện rõ trên mặt. Không thể thoát khỏi đôi mắt của tôi. Chỉ thấy họ đi về phía tôi. Hư chỉ với hai người các ngươi thôi sao? Tôi nhìn về phía Sammy đột biến. Kích hoạt kỹ năng mô phỏng hoàn hảo cấp CC. Chuyện gì vậy? Tên này cũng biến thành Sammy rồi. Không đúng, tên này đã giấu thực lực. Mau ra tay, giết Lạc Tuyết trước. Nhưng giây tiếp theo, một móc đã đánh bay Vương Khởi Phát. Loại bỏ người chơi thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được kỹ năng đánh đẩy lùi cấp CC. Vũ khí tấn công kèm hiệu ứng đẩy lùi. Vương Sâm Lâm lập tức quỳ xuống. Đừng giết tôi sai rồi. Anh biết đấy, anh ta là đội trưởng. Tôi chỉ có thể nghe lệnh anh ấy. Tôi biến trở lại hình người, lập tức sử dụng nén không khí. Bác sĩ của ai cũng bị đánh ngã à? Tôi không giết, cảm ơn anh. Cảm ơn anh không? Người cũng không phải người tốt. Giây tiếp theo kiếm bay, chém về phía Vương Sâm Lâm. Loại bỏ người chơi thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được áo giáp bùng cháy cấp CC. Vượt qua tầng 1 tháp thử thách, nhận được 45 điểm năng lượng và 2 gói quà thông quan. Trong đó có một gói quà thông quan của Vương Sâm Lâm. Ôi thiệt là lỗ. Biết vậy giết bà Si trước rồi xử lý bọn họ. Mất không hay gói quà. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Ở đây mọi người đều thức tỉnh dị năng. Còn tôi khi bắt đầu được gắn kết hệ thống, bất kỳ dị năng nào cũng có thể nâng ngay lên cấp CC. Sau khi tôi vượt qua tầng 1 tháp thử thách, tháp thử thách công bố dữ liệu vượt ải. Từ khi nhiệm vụ bắt đầu đến giờ, đã có cả triệu người thất bại. Dữ liệu vừa ra, cảnh sát lập tức nổ tung. May là tôi không tham gia nhiệm vụ này. Thoát nạn rồi. Thật là nguy hiểm quá. Tôi là người có kỹ năng cấp A. Khuyên các bạn đừng dễ dàng thử. Tầng 1 tháp thử thách đã rất khó rồi. Tôi cũng sợ, nhưng tôi lại chẳng lo lắng gì. Với hàng chục kỹ năng CC của tôi, đây là nơi tốt để phong phần thưởng. Ngay lúc này, phía trước xuất hiện một cánh cổng xoáy. Chúc mừng vượt qua tầng 1. Chủ nhân có thể chọn tiếp tục vượt ải, hoặc chọn rời đi. Tôi không do dự bước vào tầng 2 và liên tục vượt 10 tầng. Đều là một đòn hạ gục Basi. Khi tôi chuẩn bị thử thách tầng 11, hệ thống lại nhắc nhở. Đã đạt giới hạn số tầng thử thách trong ngày, vui lòng quay lại vào ngày mai. Thế này cũng có giới hạn sao? Không phải là do tốc độ vượt ải của tôi quá nhanh, quái vật phía sau còn chưa cập nhật ra chứ? Giây tiếp theo tôi bị ép dịch chuyển ra ngoài. Vốn còn định tiếp tục vượt 10 tầng nữa. Giờ không còn cách nào rồi. Hệ thống giúp tôi mở những gói quà vượt ải này đi. Tiếp theo 10 báu vật xuất hiện trên bảng. Phần lớn đều là vũ khí, tôi không hứng thú lắm. Chỉ có quả trứng kia là khác biệt. Hệ thống, đây là trứng gì vậy? Đây là trứng ấp sinh mệnh thể. Có muốn ấp không? Lập tức xuất hiện hai lựa chọn hình người và hình thú. Thậm chí còn có thể chọn hình dạng ấp ra. Vậy thử chọn hình người xem sao. Ấp thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được mi lợi á. Không ngờ lại là một cô bé lâu ly. Mi lợi á xin chào chủ nhân. Tôi nhìn phần giới thiệu trên bảng. Sinh mệnh thể máy móc một khi đã ấp nở sẽ có độ trung thành 100%, không bao giờ phản bội. Nhưng không biết sức mạnh của cô bé này thế nào. Nếu quá yếu thì chỉ có thể để trong kho ăn bụi thôi. Vì vậy tôi dẫn Mi Lợi Á lên xe, chuẩn bị đi tìm vài đối thủ thử sức mạnh của Mi Lợi Á. Tôi dẫn Mi Lợi Á lang thang trên đường. Trên đường chỉ có lác đác vài con Sambi, nên tôi không dừng xe. Số lượng quá ít, không thể đo được sức mạnh. Nếu Mi Lợi Á đủ mạnh thì sau này không cần tôi ra tay, vẫn có thể đứng đầu cả hai bảng. Chủ nhân phía sau có chó. Không phải là kẻ theo dõi, ở phía sau chúng ta. Có thể thấy, Mi Lợi Á tuy là sinh mệnh thể máy móc, nhưng có cá tính riêng. Nhưng trước mặt tôi,
cố gắng thể hiện vẻ văn nhã, nên mới sửa lời nói. Lúc này, phía sau có 3 chiếc xe đang nhanh chóng tiếp cận Xuyên Thôn Thương. 2 chiếc xe nhà đó sang trọng quá, bên trong chắc có nhiều vật tư. Còn người ngồi ở ghế lái chính là đội trưởng của đội nhỏ này, Xuyên Thôn Văn Phu. Có vẻ hôm nay chúng ta gặp được một con mồi béo rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cùng chặn chiếc xe đó lại. Tiếp theo, người trên xe bắt đầu chuyển đại bác vào xe nhà. Tôi đột ngột phanh gấp. Hai xe đâm vào nhau, lực va chạm mạnh khiến người ngồi sau bay ra ngoài. Chắc tiệt tên này dám chơi tôi. Anh em dùng xe vây họ lại. Ngay sau đó hai chiếc xe phía sau chặn trước xe nhà. Mi Lợi Á giao những người này cho em xử lý. Không vấn đề chứ. Xin chủ nhân yên tâm, Mi Lợi Á nhất định không làm ngài thất vọng. Mi Lợi Á bước ra khỏi xe, liền bị đám người này vây quanh. Ồ, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp. Có muốn lên xe anh chơi không? Giây tiếp theo xuất hiện đại bác mình khổng lồ. Xuyên Thôn Văn Phu và đồng bọn giật mình. Ban đầu tưởng chỉ là một cô bé, không ngờ lại dữ dội thế. Cô gái đừng nóng vội, bình tĩnh có gì từ từ nói. Mi Lợi Á nhe răng cười, tạm biệt. Lập tức một phát đạn khiến họ tan thành mây khói. Ha 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 ha. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Tôi lái xe tìm kiếm con mồi, chuẩn bị thử tài Mi Lợi Á. Vừa hay có một nhóm người Nhật chặn chúng tôi. Tôi ra lệnh cho Mi Lợi Á xuống xe xử lý họ. Không ngờ chỉ trong chốc lát, Mi Lợi Á đã biến nơi này thành cho tàn. Mi Lợi Á em làm tốt lắm. Mi Lợi Á thu hồi vũ khí, chủ động đặt đầu lên tay tôi, nói cảm ơn chủ nhân. Tiếp theo có 5 kỹ năng cấp CC vào tay, trong đó thậm chí còn có 5 thẻ tiến hóa thú cưng. Tiếc là Mi Lợi Á không tính là thú cưng, mà là sinh mệnh thể máy móc. Nhưng tôi còn có mật đu xưa và rơi nhỏ. Theo thông lệ trước khi dùng phải tăng cường thẻ tiến hóa. Tăng cường thành công, chúc mừng chủ nhân nhận được 5 thẻ tiến hóa cấp tối đa. Cấp tối đa một phát lên mắc, thế này cũng quá mạnh rồi. Thật sự cảm ơn đám người này đến gây sự, lại đem cho tôi thứ tốt thế này. Lúc này bên công hội Xuyên Thôn xuất hiện một thông báo. Do hội trưởng bị loại, công hội sắp giải tán, hoặc được kế thừa bởi người mạnh nhất trong đội. Mọi người giật mình, chuyện gì vậy, sao hội trưởng lại chết? Ai làm vậy? Ba xe bọc thép, cộng thêm kỹ năng cấp D của hội trưởng, còn có mấy cao thủ cấp M. Không thể nào, tôi nghĩ chắc hội trưởng bị đánh lén. Có lẽ còn người sống sót. Tú Phúc mau kế thừa công hội đi, xem còn bao nhiêu thành viên. Được Tú Phù bấm xác nhận kế thừa. Công hội rồi phát hiện 3 xe và 5 thành viên. Cùng hội trưởng đều đã chết. Là hội trưởng mới nhậm chức. Tôi phải báo thù cho anh em. Anh em theo tôi đi tìm người khả nghi gần đây. Bên kia, tôi đã triệu hồi Medusa và rơi nhỏ ra. Có muốn dùng thẻ tiến hóa tối đa cho Medusa không? Có. Tiếp theo một tia sáng vàng lóe lên. Sử dụng thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được nữ hoàng Medusa. Lập tức thân hình nữ hoàng trở nên khổng lồ. Medusa, ngươi quá nổi bật rồi. Ngươi có hình dạng người không? Đột nhiên trước mắt xuất hiện một mỹ nữ. Tôi không thể tin được hỏi. Ngươi là Medusa? Vâng thưa chủ nhân. Động tĩnh lớn ở đây, cũng thu hút công hội Xuyên Thôn tới. Tú Phu và đồng bọn nhìn thành viên nằm dưới đất nói. Chắc chắn là mấy người này đánh lén hội trưởng chúng ta. Mọi người đừng để họ chạy. Đột nhiên Mi Lợi Á rút đại bác ra. Tú Phu trợn mắt. Vũ khí này có vẻ rất mạnh. Nếu có thể sở hữu loại vũ khí này, công hội chúng ta chắc chắn sẽ mạnh hơn trước. Nhưng làm sao cướp được đây? Tú Phu nhìn ba người trước mặt, lại nhìn hơn chục người phía sau mình, rất do dự có nên cướp tài nguyên của họ không. Tôi không để ý đám người đó, lại dùng thẻ tiến hóa tối đa, trực tiếp nâng rơi nhỏ lên cấp tối đa. Chúc mừng chủ nhân nhận được vua rơi cao ngất. Trong đầu tôi bất giác nảy ra một từ, gọi là cây cao ngất trời. Đủ để tưởng tượng vua rơi cấp tối đa lớn cỡ nào. Nhưng sao tôi không thấy vua rơi đâu? Ngay lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ động đất sao? Một cái bóng khổng lồ xuất hiện bên phía Tú Phu. Thưa chủ nhân, để con xử lý đám gây rối này. Vua rơi há miệng, một luồng sóng âm lập tức xuyên thủng Tú Phu. Tôi nhớ mày, lập tức dịch chuyển đến bên vua rơi. Một cái tát vào mặt. Vua rơi cao ngất, ta có bảo ngươi làm thế không? Sao dám tự ý hành động? Dù hệ thống hiển thị độ trung thành của vua rơi là 100%, nhưng tôi vẫn cảm thấy phải cho tên này biết thế nào là làm theo mệnh lệnh. Nếu không, đám thú cưng này đều làm vậy, sau này ai còn nghe lời tôi nữa. Vua rơi vội vàng xin lỗi, theo tôi trở lại mặt đất. Người của công hội Xuyên Thôn lúc này đã hoài nghi nhân sinh, vội quỳ xuống nói xin lỗi. Tôi xin quy thuận ngài, xin đừng giết tôi. Đây đúng là hành động khôn ngoan. Theo họ nghĩ, nếu có thể gia nhập phe tôi, thì sau này trong tận thế chẳng phải sẽ đi ngang dọc sao. Nhưng tôi không để ý đến họ, mà hỏi vua rơi, ngươi có thể biến thành người không? Xin lỗi chủ nhân, con không thể. Được rồi, vậy ngươi tự do đi lại đi.
Ngươi đã rất mạnh rồi, cũng không cần ta bảo vệ nữa. Khi nào ta cần ngươi, ta sẽ tìm ngươi. Nói xong tôi liền dẫn Mi Lợi Á và nữ hoàng Medusa trở về xe nhà. Lái xe rời khỏi đây. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Ở đây mọi người đều thức tỉnh dị năng. Còn tôi không chỉ có được cấp CC, hệ thống còn có thể thông qua việc loại bỏ người chơi để có được kỹ năng của người khác. Hai thú cưng của tôi đã lên cấp tối đa và phải vua rơi cao ngất đi lang thang bên ngoài. Trong thời gian này, những người chơi bị vua rơi loại bỏ đều liên tục cung cấp kỹ năng mới cho tôi. Tôi nhìn kỹ năng cấp CC trước mắt đang tăng lên điên cuồng. Thật là sướng quá. Người khác có cấp A đã được gọi là đại ca, còn tôi đã có hơn 100 kỹ năng cấp CC rồi. Trong đó có một kỹ năng thu hút sự chú ý của tôi. Hệ thống kỹ năng nấu nướng vạn vật cấp CC này có tác dụng gì? Kỹ năng này có thể nấu mọi quái vật thành món ngon và còn hồi phục thể lực cho người dùng. Nếu vậy thì đúng là xứng đáng cấp CC. Như những người chơi thường, trong tận thế, nhiều người chết vì không có thức ăn. Nếu tôi sản xuất nhiều thức ăn để đổi với họ thì có thể thu được nhiều tài nguyên. Vậy sau này chẳng phải tôi sẽ thành đại gia tận thế sao? Nói làm là làm. Tôi xuống xe tìm được một con lợn bay. Tôi dùng kiếm bay đánh bại nó, rồi dùng kỹ năng nấu nướng vạn vật cấp CC. Chỉ thấy con lợn bay biến thành sườn lợn. À, thơm quá. Nấu thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được một phần sườn lợn cay. Nhưng thì trên người quái vật này có ăn được không? Ăn xong không biến thành zombie quái vật chứ? Không đâu, xin chủ nhân yên tâm ăn. Tôi vẫn rất do dự. Tôi đã mạnh thế này rồi, nếu ăn hỏng biến thành zombie thì xong đời. Vì vậy tôi vào trung tâm giao dịch, chuẩn bị để người khác từ trước. Tôi không giấu giếm, trực tiếp ghi chú thuyết minh. Đây là tôi dùng kỹ năng làm ra thịt quái vật có tác dụng hồi phục thể lực. Mọi người có thể dùng bất cứ vật phẩm gì để đổi. Cái gì vậy, sao lại có người bán thịt quái vật? Ai dám đổi với anh ta chứ? À, đây là đại thần lạc tuyết đứng đầu cả hai bảng. Nhưng thịt quái vật này chắc không ai dám ăn đâu. Ha ha ha, có anh em nào không sợ chết không? Thử một chút, đừng quên chia sẻ cảm nhận sau khi ăn. Mọi người đều xem náo nhiệt, nhưng không ai muốn giao dịch. Nghĩ cũng phải, ai dám ăn thứ này chứ? Nhưng ngay lúc này, thật sự có người muốn đổi một thanh kiếm laser lấy sườn lợn. Người này còn là khách quen Tiểu Lộc. Tôi không do dự bấm xác nhận giao dịch. Còn bên phía Tiểu Lộc đang một mình vượt tầng 2 tháp thử thách. Thể lực kiệt quệ nghiêm trọng nên chỉ có thể liều một phen. Tiểu Lộc ăn một miếng sườn lợn, lập tức hai mắt sáng rực. Không ngờ trong tận thế lại có thức ăn ngon thế này, và cảm giác mệt mỏi cũng biến mất. Giờ thì để tôi đối đầu với bác sĩ tầng này nào. Lúc này cảnh sát thế giới cũng thấy được Tiểu Lộc đang ở trong tháp thử thách. Một đám người bắt đầu xúi giục. Tiểu Lộc này không phải tự giết mình chứ? Phải nói là cậu ta thật can đảm, dám ăn thịt này. Thôi thành chắc tiêu rồi. 10 phút sau, Tiểu Lộc đột nhiên xuất hiện trên cảnh sát. Đại thần Lạc Tuyết, anh còn thức ăn không? Tôi muốn đổi 10 phần. Mọi người giật mình. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ món đó thật sự ăn được? Không chỉ ăn được, mà còn lập tức hồi phục thể lực của tôi, thậm chí sức mạnh còn hơn trước. À, đây chẳng phải là thức ăn được làm ra từ kỹ năng cấp CC sao? Đại thần Lạc Tuyết, tôi cũng muốn đổi. Tôi cũng muốn lập tức. Một đống bài đang đổi vật phẩm xuất hiện trên bảng của tôi. Tôi mừng thầm, không ngờ thật sự có hiệu quả. Tôi đại mật đoán, liệu cấp độ thịt quái càng cao, hiệu quả tăng ích càng mạnh không? Nếu biến vua rơi cao ngất và nữ hoàng Medusa thành thức ăn thì hiệu quả chắc phải bay lên trời. Nhưng điều này chỉ có thể nghĩ thôi, dù sao họ cũng là thú cưng của tôi. Tiếp theo tôi bắt đầu hành trình đi đánh quái. Cuối cùng đã thu thập được hơn 100 con quái nhỏ. Hệ thống sử dụng nấu nướng hoàn hảo, trong chớp mắt tất cả quái vật biến thành món ngon. Tiếp theo tôi đem tất cả món ăn đổi với họ, thu được một đống vũ khí. Ha 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 ha. Đại thần tôi chưa giành được. Tôi cũng vậy đại thần, còn không hôm nay hết rồi. Mai quay lại nhé. Lập tức thức ăn của tôi trở thành món hàng hot trong tận thế. Nhưng tôi không thể chỉ đánh quái nhỏ mỗi ngày, tôi cũng phải để thời gian cho mình chứ. Nên tôi định mỗi ngày chỉ làm 100 phần. Đang lúc tôi đắc ý, trên trời đột nhiên có tiếng nổ. Một chiếc máy bay chiến đấu bay qua đầu tôi. Gì vậy, đã có người lấy được máy bay chiến đấu rồi sao? Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Ở đây mọi người đều thức tỉnh dị năng. Còn tôi không chỉ nhận được hệ thống cấp CC, còn có thể thông qua việc loại bỏ người chơi để có được kỹ năng của họ. Lúc này trên đầu tôi có một chiếc máy bay chiến đấu bay qua. Tôi lập tức lên xe đuổi theo. Hệ thống sao họ có máy bay chiến đấu, còn tôi thì không? Vì mỗi người có hệ thống, cửa hàng làm mới vật phẩm khác nhau, và số lần mua còn liên quan đến thực lực bản thân. Người mạnh mua nhiều lần hơn, loại có thể mua cũng đa dạng hơn. Còn người yếu không chỉ ít lại, thậm chí một số tài nguyên một ngày chỉ mua được một phần, hoặc một tuần mới mua được một lần.
Cái gì vậy, tôi giờ có cả trăm kỹ năng cấp CC, còn chưa mở khóa máy bay chiến đấu, người khác làm sao mở khóa được? Chẳng lẽ thật sự là họ may mắn tột đỉnh? Vừa nói, tôi đã đuổi kịp bóng máy bay chiến đấu. Chỉ thấy phía trước xuất hiện 3 zombie khổng lồ, và máy bay chiến đấu đang liên tục tấn công chúng. Mỗi lần zombie khổng lồ tấn công đều bị máy bay chiến đấu dễ dàng né tránh. Tuy zombie khổng lồ da rất dày, nhưng máu cũng đang trong quá trình kéo dài của máy bay chiến đấu từ từ giảm xuống. Tôi cũng rất thích giúp đỡ. Một phát đạn không khí đã giết chết một con zombie. Người đàn ông trong máy bay ngơ ngác. Tên này là sao? Định cướp quái sao? Thật không biết lượng sức. Một chiếc xe hỏng mà dám cướp quái của đại gia. Người đàn ông quay máy bay nhắm vào tôi, nụ cười càng lúc càng dữ tợn. Chuẩn bị chết đi. Tôi giúp anh đánh quái, vậy mà anh còn tấn công tôi. Ấn tượng này không tốt chút nào. Lập tức tôi giơ tay dùng không khí trói buộc, bao vây quả bom. Quả bom nổ tung trên không. Người đàn ông giật mình. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mắt mình hoa rồi sao? Người này ngay cả bom cũng có thể chặn được. Gã này còn phải cảm ơn tôi. Tạm thời tôi còn hứng thú với chiếc máy bay này. Nếu không, quả bom đã không nổ trước mặt tôi, mà sẽ bay ngược lại, làm nổ tung người đàn ông. Mi Lợi Á, những zombie đó giao cho em đối phó. Vâng thưa chủ nhân. Mi Lợi Á trực tiếp rút đại bác ra. Lập tức một luồng năng lượng khổng lồ bắn về phía zombie khổng lồ. Anh người đàn ông càng ngơ ngác. Chỉ trong một phút đã khiến tôi sốc hai lần. Không được, tên này không thể đụng đến, mau chạy thôi. Nhưng tôi lại nghĩ, cho hắn cơ hội, Medusa chặn tên này lại. Giây tiếp theo, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Bóng dáng khổng lồ của Medusa chặn đường máy bay chiến đấu. Đồng thời tôi cũng dùng kiếm bay đến bên máy bay. Tôi túm lấy người đàn ông kéo ra ngoài. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng làm bậy đấy. Gì cơ, ngươi còn dám cảnh cáo ta? Lập tức tôi ném hắn xuống. Anh... Chúc mừng chủ nhân, nhận được thành thạo máy bay chiến đấu cấp CC tối đa. À, thì ra, dị năng của tên này là thành thạo máy bay chiến đấu à? Bảo sao có hệ thống máy bay chiến đấu? Giúp tôi tăng cường chiếc máy bay này đi. Đang tăng cường. Tăng cường thành công, chúc mừng chủ nhân nhận được máy bay siêu âm. Tiếp theo tôi thu Medusa, Mi Lợi Á và xe nhà vào trong ba lô. Rồi bắt đầu lấy máy bay chiến đấu. Nhờ độ thành thạo máy bay tối đa, tôi bay lượn trên trời như cá gặp nước. Thế này sướng hơn lái xe nhà nhiều. Thậm chí những đòn tấn công đơn lẻ trước đây giờ đã thành tấn công diện rộng. Giờ mỗi ngày giết quái nhỏ tiện hơn nhiều rồi. Đang lúc tôi đắc ý, phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cổng xoáy đỏ khổng lồ. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại là nhiệm vụ ẩn sao? Nhưng màu sắc này trông nguy hiểm thật. Bầu trời trước mắt không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ hoàn toàn. Nhưng một cơ hội như vậy ngay trước mặt, không vào thì có vẻ không ổn. Kệ đi, giờ tôi có cả trăm kỹ năng CC, còn gì phải sợ nữa. Vì vậy tôi trực tiếp lái máy bay lao vào. Khi vừa vào, tôi lập tức cảm thấy không ổn lắm, vì tôi không thể cảm nhận được sự tồn tại của Mi Lợi Á và Medusa nữa. Khung cảnh xung quanh cũng biến thành phế tích thành phố. Nhà cháy nhiều không đếm xuể, cho cảm giác như ngày tận thế đã đến. Tất cả những điều này đều khiến tôi cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng tôi cũng rất mong đợi phó bản này sẽ mang lại cho mình những bất ngờ thú vị gì. Giây tiếp theo tiếng hệ thống vang lên. Chủ nhân đã vào thử thách phó bản địa ngục. Trong phó bản cấm dùng tất cả kỹ năng, cấm dùng tất cả thú cưng. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Tôi có hơn trăm kỹ năng cấp CC. Nhưng khi tôi vào cánh cổng xoáy đỏ này, hệ thống thông báo đây là phó bản địa ngục. Tất cả kỹ năng và thú cưng đều bị cấm. Tôi vội chuyển máy bay sang chế độ tự động lái. Quay đầu nhìn lại phía sau, cổng xoáy đã biến mất. Không thể rời đi, cũng không thể dùng kỹ năng. Khó không nghi ngờ đây là có người cố tình muốn giết tôi. Đặc biệt là vừa mới có được máy bay bay lên trời, sau đó lại phát hiện lối vào phó bản ẩn. Tất cả những điều này xảy ra quá trùng hợp. Chẳng lẽ là người thiết kế tận thế này phát hiện dữ liệu không đúng? Tôi quá vô địch, muốn loại bỏ tôi sao? Tôi nhè răng cười, muốn đánh tôi không dễ vậy đâu. Dù bị hạn chế không thể dùng kỹ năng, nhưng chức năng ba lô của tôi không bị ảnh hưởng. Tôi vẫn có thể dùng những vật phẩm có trước. May là trước đây rảnh rỗi, đã đổi thức ăn lấy nhiều vũ khí, và tất cả đều đã được tăng cường. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói với hệ thống thứ hai. Này cũng là hệ thống, chẳng lẽ ngươi không định làm gì sao? Chúng ta đang trong trạng thái liên kết. Nếu tôi chết, ngươi cũng sẽ biến mất phải không? Đang cố gắng giành lại một phần quyền hạn. Tiếp theo toàn là thông báo giành quyền thất bại. Tuy là thông báo thất bại, nhưng ít ra hệ thống cũng không ngồi yên. Tạm thời tôi tắt bảng hệ thống, để nó tự vận hành, rồi bắt đầu tìm nơi có thể hạ cánh.
trên trời, đặc biệt là trong tình trạng không thể dùng kỹ năng, quá nguy hiểm. Nếu gặp phải quái vật bay vây công, thì tôi chắc chắn không thoát được. Chẳng mấy chốc tôi phát hiện một khu vực rộng rãi. Sau khi ra khỏi khoang, tôi lấy từ ba lô ra hai khẩu súng máy đã tăng cường, thận trọng tiến về phía trước thăm dò. Đột nhiên phía trước có tiếng kim loại ma sát, cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao? Tôi nhìn về phía trước, phát hiện chỉ có một con zombie quái vật. Tôi cứ tưởng lần này sẽ là áp đảo về số lượng, nhưng áp lực từ một con này không hề kém cạnh hàng vạn zombie. Toàn thân nó quấn đầy băng, cộng thêm bốn móng vuốt sắc nhọn, rất phù hợp với hình tượng ác quỷ. Nó đột nhiên nhảy cao lên, lao thẳng về phía tôi. Trên không, bốn móng vuốt của nó tụ lại, như thể có thể xé rách không khí. May là tôi nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng né được đòn này, không cho zombie băng thời gian phản ứng. Tôi giữ chắc hai khẩu súng, điên cuồng bắn về phía zombie. Còn zombie kéo móng vuốt về phía trước người như một tấm khiên, hoàn toàn không làm nó bị thương. Chết tiệt, đây là phó bản địa ngục sao? Mấy khẩu súng tăng cường này chẳng có tác dụng gì. Tôi vứt hai khẩu súng, rồi lấy từ ba lô ra lưỡi kiếm Medusa. Zombie lại lao về phía tôi. Tôi vội cúi người 90 độ. Tôi có thể thấy rõ móng vuốt đó gần như quét qua mặt mình. May quá tôi không thể ngồi chờ chết, phải phản công thôi. Tôi nâng tốc độ của mình lên tối đa. Đối mặt với móng vuốt của zombie, tôi đã dự đoán trước. Cách tấn công của zombie tuy mạnh, nhưng quá máy móc, không có nhiều biến hóa. Tôi tìm đúng thời cơ, hai kiếm chém thẳng vào đầu zombie. Độc tố của Medusa trực tiếp ăn mòn đầu zombie. Kết quả khí thế trên người zombie bùng phát, tôi bị đẩy văng ra hàng chục mét. Chỉ thấy đầu zombie lại mọc ra, khí thế còn mạnh hơn trước. Tôi lập tức ngây người, làm sao đánh đây? Ngay cả đầu cũng có thể phục hồi, sức mạnh còn ngày càng tăng. Chơi kiểu gì đây? Ngay lúc này, hệ thống thông báo lần thử thứ 599 thành công, đã giành lại một phần quyền hạn. Trích xuất vô tận cấp CC, kiếm trận cấp CC đã phục hồi. Tôi như thấy được hy vọng. Tuy chỉ phục hồi hai kỹ năng, nhưng đã đủ rồi. Zombie lại tấn công tôi, còn tôi triệu hồi một thanh kiếm xanh lơ lửng trước mặt. Zombie đánh một đòn mạnh, nhưng kiếm không hề nhúc nhích. Nó nóng vội điên cùng đập vào thân kiếm, nhưng hoàn toàn vô dụng. Kiếm xanh bắt đầu phân tách xoay tròn, zombie bị đánh lùi từng bước. Sướng quá, sướng quá. Đây có phải cảm giác khi người đánh ta lúc đầu không? Ha 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 ha. Nhưng giờ đã ngược lại rồi. Trong chớp mắt, tất cả kiếm bay đến trên đầu zombie. Chấn động. Chúc mừng chủ nhân đánh bại ác quỷ băng bò, nhận được 1.000 điểm năng lượng và 4 móng vuốt. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Tôi bị người ta hãm hại, vào phó bản địa ngục. Ở đây không thể dùng kỹ năng nào, tôi chỉ có thể đối đầu trực tiếp với zombie quái vật. Vào lúc quan trọng, hệ thống thứ hai cuối cùng đã phá vỡ giới hạn, phục hồi hai kỹ năng cấp CC, mới đánh bại được quái vật thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được móng vuốt sư vương. Móng vuốt có cơ hội hấp thụ kỹ năng quái vật. Kỹ năng trích xuất vô tận là trích xuất thuộc tính của đối phương. Cho tôi móng vuốt này, thậm chí có thể trích xuất kỹ năng quái vật. Thật là kết hợp hoàn hảo. Tôi dùng trích xuất vô tận, cắm móng vuốt vào cơ thể quái vật. Trích xuất thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được thuộc tính 10 điểm sức mạnh, 8 điểm tốc độ. Chỉ có nhiều đây thôi sao, mà còn không được kỹ năng. Tôi tức giận đá một cái vào zombie quái vật. Tốn nhiều sức như vậy mới đánh bại, suýt mất mạng, cũng không cho thêm chút khí. Khí, nhưng tôi vẫn bỏ xác quái vật này vào ba lô. Nghĩ rằng khi kỹ năng nấu nướng mở khóa, thức ăn làm từ quái vật cấp cao này, hiệu quả tăng ích chắc sẽ tốt hơn. Một tiếng kêu quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi quay người nhìn lại, phát hiện trong cổng xoáy lại xuất hiện rất nhiều zombie băng bó. Có vẻ thật sự muốn giết tôi rồi. May là hệ thống cũng không phải không có tiến triển. Lần thứ 999 thành công, đã giành lại kỹ năng triệu hồi cơ giáp cấp CC. Ồ đúng là kỹ năng tôi đang cần. Lập tức tôi dùng triệu hồi cơ giáp, trong chớp mắt xuất hiện nhiều cơ giáp. Giờ về số lượng phe ta không kém zombie. Giết. Theo lệnh của tôi, vô số cơ giáp lao về phía zombie băng bó. Cuối cùng cũng giải quyết xong đám này. Dù zombie có mạnh đến đâu thì sao, cơ giáp của tôi có thể triệu hồi vô hạn. Tiếp theo tôi lại bắt đầu hấp thụ. Chẳng mấy chốc, thuộc tính của quái vật đã bị tôi hấp thụ hết. Chúc mừng chủ nhân, tổng cộng nhận được thuộc tính sức mạnh 2.800 điểm, tốc độ 2.500 điểm, phòng thủ 2.500 điểm, né tránh 2.600 điểm. Lúc này, tôi cảm thấy thân thể mình đã có sự thay đổi to lớn. Đây là hơn 10.000 điểm thuộc tính đấy. Người thường có thể cộng thêm 10 điểm thuộc tính, đã là rất tốt rồi. Giờ thân thể tôi trực tiếp thành thần, dù không dùng kỹ năng, cũng có thể dễ dàng đánh bại zombie băng bó lúc trước. Chẳng lẽ đây là không phá không lập sao? Phải cảm ơn kẻ chủ mưu phía sau rồi.
Lúc này hệ thống lại xuất hiện. Lần thử thứ 1666 thành công. Ba lô vô hạn và kênh chắc thế giới đã phục hồi. Ô, hệ thống phục hồi đúng lúc thật. Vừa hay có thể thu hết quái vật này vào ba lô. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được lối ra khỏi đây. Tôi mở kênh chắc thế giới, phát hiện có người đang bàn về chuyện của tôi. Này, avatar của người đứng đầu cả hai bảng sao lại xám đi? Có khi nào anh ta quá kiêu ngạo, bị quái vật giết rồi? Có khả năng đấy, nếu không sao tên lại xám đi. Hey si, tiếc thật, đồ ăn anh ta là ngon lắm, mà còn có nhiều hiệu quả tăng ích nữa. Ha ha ha, có vẻ ngày mai người đứng đầu cả hai bảng sẽ là người Nhật chúng ta rồi. Hừ hừ, bọn Nhật nhỏ bé cũng dám tranh nhất với anh Thái chúng ta. Không biết tự lượng sức, tôi không quan tâm đến cuộc cái vã của họ, nên tôi đóng bảng hệ thống lại. Tôi rất muốn xem kẻ chủ mưu thiết kế tất cả này. Không những không giết được tôi, còn khiến thân thể tôi ngày càng mạnh. Sẽ phản ứng thế nào? Đột nhiên xung quanh bắt đầu có xương xanh. Phía sau lại xuất hiện một con quái vật. Chuyện gì vậy? Không hết phải không? Nhưng ngay lúc này, dưới chân quái vật xuất hiện một pháp trận khổng lồ. Từng con quái vật quen thuộc nổi lên từ đó. Đây không phải là zombie băng bó và cơ giáp của tôi vừa giết sao? Con quái vật này gọi là pháp sư vong linh, có thể triệu hồi sinh vật đã chết chiến đấu cho mình. Nếu có thể trích xuất kỹ năng của nó, thì giá trị của quái vật chết sẽ tăng lên không ít. Tiếc là chỉ có một pháp sư vong linh, mà móng vuốt này chỉ có xác suất trích xuất kỹ năng. Lần thử thứ 3666 thành công. Vua sấm sét cấp CC, chém giết cấp CC. Tăng may mắn cấp CC đã phục hồi. Tăng may mắn, đúng là nghĩ gì có nấy. Hệ thống, ngươi thật hiểu ta, toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Sau khi tôi giết chết thủ lĩnh, ba người phía sau lại đánh lén tôi, nên tôi dùng pháp trận vong linh triệu hồi quái vật lại, giải quyết luôn bọn họ. Tôi còn định tiếp tục thử thách khác thử thách, nhưng hệ thống nhắc số lần thử thách hôm nay đã đạt giới hạn. Không còn cách nào, tôi đành chọn thoát. Ngay sau đó tôi được dịch chuyển ra ngoài. Tôi mở ba lô, lấy xe nhà ra và bước vào. Tôi nhìn thời gian, còn 2 tiếng nữa là đến ngày hôm sau. Nên tôi nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra. Nếu người khác mời tôi tổ đội vượt tháp thử thách, thì tôi có thể vào không? Tôi vội chuyển sang kênh chat, tìm Tiểu Lộc và nói với cậu ta tôi có việc muốn hợp tác. Tiểu Lộc gần như trả lời ngay, ngài nói đi. Hôm nay tôi đã hết số lần thử thách, cậu mời tôi vào đội, xem có thể cho tôi vào tháp thử thách không. Được, không vấn đề, tôi đã vượt qua tầng 2 rồi. Thực ra, kể từ khi Tiểu Lộc may mắn vượt qua tầng 2, cậu ta không còn can đảm thử thách tầng 3 nữa. Rất nhanh bên tôi nhận được lời mời tổ đội. Tôi trực tiếp nhấn đồng ý. Giây tiếp theo tôi được dịch chuyển đến tầng 3. Quả nhiên có thể. Vừa vào đã thấy Tiểu Lộc đang đánh zombie khổng lồ. Trong lòng tôi rất hoang mang, sao ngay cả quái nhỏ cũng biến thành zombie khổng lồ. Thấy Tiểu Lộc sắp không chịu nổi, tôi trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt zombie, rút đại kiếm ra, một kiếm kết liễu zombie khổng lồ. Chưa đợi Tiểu Lộc phản ứng, tôi liền nói theo tôi đến đây. Khác với lúc tôi vượt ái trước đây, không biết thủ môn này này có thay đổi không. Tiểu Lộc ngoan ngoãn đi theo sau tôi, đi theo đại thần Lạc Tuyết, có khi hôm nay có thể vượt đến tầng 5. Ngay cả người đứng thứ 2 bảng công lược cũng mới vượt tầng 4. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến Ibasi tầng 3. Quả nhiên những quái vật đài này không cố định. Chỉ thấy quái vật phía trước há miệng, trong miệng ngưng tụ một cổ cầu lửa bắn về phía tôi. Lạc Tuyết cẩn thận, nhưng giây tiếp theo, cổ cầu lửa bị tôi dùng áp suất không khí đánh trả lại, nổ trúng người quái vật. Không hổ là đại thần vượt 10 tầng. Lạc Tuyết, có cần tôi đi thu hút sự chú ý của nó không? Anh giết nó luôn, không cần phiền phức thế. Lập tức tôi sử dụng pháp trận vong linh, triệu hồi ra vô số quái vật vong linh, trực tiếp nhấn chìm ba si ai đầu. Tiếp theo là ai 4, ai 5 một hơi vượt qua chỉ này. Chúc mừng chủ nhân, trích xuất được kỹ năng phun trào dung nham, quái vật vong linh cộng 7. Ba si mỗi ai đều biến thành quái vật vong linh của tôi. Đi nào, chỉ còn tầng cuối cùng. Vâng ạ. Tiểu Lộc vội vàng đáp ứng theo bước chân tôi. Cậu nghĩ quái vật có sợ hãi chúng ta không? Tôi cũng không rõ lắm, tôi tiếp xúc quá ít. Cậu nói có khả năng không? Những zombie quái vật này cũng giống chúng ta, đều bị cái gọi là hệ thống tận thế triệu hồi đến. Thực ra họ cũng là người chơi. Tiểu Lộc nghe xong giật mình. Đúng là có khả năng này, tôi cũng thấy vậy. Zombie và quái vật không phải tự nhiên sinh ra. Quả nhiên không chỉ mình tôi nghĩ vậy. Tiếc là, nếu cho tôi kỹ năng ngôn ngữ cấp CC thì tốt rồi, có thể giao tiếp với zombie. Nói đến đây, chúng tôi đã đến trận Basi tầng 10. Quái vật trước mắt mặc bộ giáp vàng, khí thế bùng nổ dữ dội. Đây là Basi của ải này sao? Quả nhiên lại khác với những gì tôi gặp trước đây. Tiểu Lộc bị khí thế này làm cho choáng váng. Cậu ấy thậm chí cảm thấy dù 9 Basi trước cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của tên này. Đừng lo, tôi đối phó được.
Tôi trực tiếp dịch chuyển đến trước mặt quái vật, kích hoạt chế độ liên kích điên cuồng. Quái vật còn muốn chống đỡ, nhưng dưới vô số bóng kiếm của tôi không thể chống đỡ nổi. Máu đang từ từ giảm xuống. Khi máu xuống đến 50%, hiệu ứng chém giết kích hoạt, quái vật ngã xuống đất. Tôi cũng mệt đến thở hổn hển. Tên này sức mạnh ngang với pháp sư vong linh, sao độ khó lại tăng nhiều thế? Phải chăng lại là người thiết kế bí ẩn phía sau thấy tôi mới tăng độ khó lên? Phía sau này rốt cuộc có bí mật gì? Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Tôi lợi dụng lỗ hổng hệ thống để Tiểu Lộc dẫn tôi tiếp tục vượt ải. Thác thử thách ngay lập tức. Tôi phát hiện zombie quái vật xung quanh hoàn toàn khác lần trước. Điều này khiến tôi nghi ngờ những zombie quái vật này có thể cũng bị dịch chuyển đến tận thế. Cảm giác mình càng ngày càng gần sự thật. Chúc mừng chủ nhân đánh bại chiến binh hoàng kim trích xuất thành công, nhận được lĩnh vực gió băng cấp CC và có được vong linh chiến binh hoàng kim. Tôi đi về phía Tiểu Lộc. Được rồi, tháp thử thách giờ chỉ thách đấu được đến tầng 10. Tôi đi trước đây, cậu cũng về đi. Nói xong tôi liền được dịch chuyển đi. Tiểu Lộc vẫn đứng ngay người tại chỗ. Sao người này lại mạnh thế? Sau này mình phải liên lạc nhiều với anh ấy. Lúc này tôi đang ngồi trong xe nhà, tận hưởng dịch vụ massage của Millie. Chưa nói Millie này, tay nghề em rất chuyên nghiệp đấy. Lúc này là 12 giờ đêm, thông báo thế giới đúng giờ xuất hiện. Bảng trời bảng đất đã công bố. Có muốn xem không? Tôi tiện tay chọn có. Lập tức bên cạnh xuất hiện thêm một cửa sổ chat. Lần này top 10 chắc chắn người Anh đào chúng ta nhiều nhất. Khử tên lạc tiết đó Avatar đã xám rồi. Khả năng cao chắc chắn là phe đại bàng chúng ta đứng đầu. Và phe đại bàng chúng ta còn có người sở hữu kỹ năng CC. Người sở hữu tôi chớp. Cấp CC hiện tại tôi thấy cao nhất mới cấp A. Vẫn là hội trưởng công hội chúng ta. Nhưng anh ấy có hai kỹ năng cấp A. Tôi nhìn những người này đang nói chuyện sôi nổi. Xin nữa cười ra tiếng. Nếu họ biết tôi có hơn 100 kỹ năng cấp CC, sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Nhưng nói lại, tôi rõ ràng vẫn sống tốt. Sao họ lại bảo Avatar tôi xám rồi nhỉ? Lúc này bảng xếp hạng thế giới xuất hiện. Bảng đất hạng 3 Tùng Hạ Tùng, số lượng tiêu diệt 13.888. Hạng 2 Vi Button, số lượng tiêu diệt 18.999. Hạng nhất là Tuyết, số lượng tiêu diệt 98.888. Nhìn thấy chuỗi số này, mọi người hít một hơi lạnh. Bao nhiêu? Gần 10 vạn, tôi không nhìn nhầm chứ? Khoan, không phải nói anh ta chốt rồi sao? Sao vẫn lên bảng được? Có khả năng nào anh ta chưa chốt không? Tôi cũng rất ngạc nhiên. Theo lý thuyết, hôm nay không nên giết nhiều zombie đến thế. Lúc này tôi chợt nhớ ra, rơi vương tham thiên mà tôi thả ra trước đó. Không ngờ tên này lại giỏi thế. Tốt tốt. Tiếp theo là bảng trời. Không có gì bất ngờ. Hạng nhất vẫn thuộc về tôi. Sao anh ta có thể mạnh thế? Chúng ta giết vài trăm thì anh ta giết vài nghìn. Chúng ta giết vài nghìn thì anh ta giết một vạn. Chúng ta giết một vạn thì anh ta giết 10 vạn. Ai mà biết được? Hay là anh thử thách đấu với anh ta xem? Sao anh ta không lập công hội nhỉ? Tôi rất muốn tham gia. Hừ, đừng mơ nữa. Nếu anh mạnh thế, còn để người khác kéo chân mình sao? Tôi không quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ, mà nhấn nhận phần thưởng hai bảng. Chúc mừng chủ nhân nhận được một thẻ cải tạo. Có thể cải tạo bất kỳ phương tiện giao thông nào. Sao chỉ có một thẻ? Tôi có lý do nghi ngờ là kẻ điều khiển hậu trường cố tình chơi tôi. Thôi, hệ thống giúp tôi tăng cường thẻ này đã. Tăng cường thành công. Chúc mừng chủ nhân nhận được thẻ cải tạo hàng ngày. Tốt tốt. Vật phẩm dùng một lần, trực tiếp tăng cường thành có thể sử dụng mỗi ngày. Tôi nhấn vào thẻ tăng cường. Lập tức xuất hiện 3 ô trống. Ông thứ nhất là chọn đối tượng tăng cường. Ông thứ hai là thêm tài nguyên hợp nhất. Tôi chọn xe nhà, sau đó lấy ra một vũ khí liềm rơi từ thủ lĩnh. Tiếp theo nhấn nút hợp nhất. Hợp nhất cải tạo thành công. Thành công rồi sao? Tôi nghi hoặc bước ra khỏi xe. Phát hiện xe không có gì thay đổi. Hệ thống thay đổi ở đâu vậy? Chủ nhân có thể vào xem phòng lái. Tôi bước vào phòng lái, phát hiện trên bảng điều khiển thật sự có thêm một nút. Lập tức tôi nhấn nút. Tiếng gió rít sắc bén vang lên. Xung quanh xe xuất hiện 4 lưỡi liềm. Chỉ cần nhấn nút sẽ lập tức vung ra. Lực đạo cũng không tệ, đúng là thần khí chặt chân. Tôi háo hức lái xe, muốn tìm quái vật thử. Tôi sử dụng kỹ năng hút quái toàn bản đồ, hút tất cả zombie trong phạm vi 1 km đến. Phía trước các loại zombie đang chạy về phía xe tôi. Đợi chúng vào tầm tấn công của xe, tôi lập tức nhấn nút. Xe tôi như một cỗ máy cắt cỏ, thu hoạch tất cả bọn chúng từng đứa một. Còn tôi chỉ cần ở trong xe, thích thú nhìn điểm năng lượng không ngừng tăng lên. 10 phút sau, zombie xung quanh đã được dọn sạch. Theo thông lệ hệ thống sử dụng nấu vạn vật, lập tức tất cả zombie quái vật biến thành đồ hộp. Chúc mừng chủ nhân nhận được một vạn hộp thịt. Tôi hài lòng trở về xe, vừa định ngủ một giấc ngon, đột nhiên hệ thống lại xuất hiện. Người chơi tầm nguyệt gửi lời thách đấu đấu trường, có đồng ý không? Ô, toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế ngày thứ tư, tôi lại đạt nhất cả hai bảng.
và tăng cường xe nhà của mình, thu hoạch một đợt zombie lớn. Đúng lúc tôi chuẩn bị nghỉ ngơi, hệ thống hiện người chơi Tầm Nguyệt gửi lời thách đấu đấu trường, có đồng ý không? Tôi sững người, người này nhấn nhầm mà. Sao còn có người dám thách đấu với tôi? Nhưng cơ hội đưa đến tận cửa không lý do gì không nắm bắt. Xin hỏi chủ nhân có đồng ý xem không? Tôi vẫn chọn từ chối. Tiếp theo tôi được dịch chuyển đến đấu trường. Trước mặt tôi là một cô gái đeo mặt nạ, mặc trang phục phong cách cơ giới. Điều khiến tôi nghi ngờ là da cô ấy lại có màu đỏ. Trong ấn tượng của tôi, chưa từng có người nào có màu da như vậy. Chẳng lẽ cô ta không phải người? Trong lúc quan sát số đếm trên đầu đã bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1 bắt đầu đấu. Mắt Tử Nguyệt lập tức sáng đỏ, lao về phía tôi. Trong lúc chạy tay cầm thêm một thanh kiếm laser, trực tiếp chém xuống. Tôi vội dịch chuyển ra sau lưng cô ta. Tử Nguyệt chém hụt một nhát, ngay cho hỏi, không nói một tiếng. Đã đánh rồi à? Tử Nguyệt không như người bình thường ngẩn ra, mà sai người chuẩn bị tấn công tiếp. Tôi nhìn thấu ý đồ của cô ta, trực tiếp đá bay cô ta. Tôi hoàn toàn có khả năng giết chết đối phương. Sở dĩ cho cô ta cơ hội thở là vì tất cả quá bất thường. Tại sao cô lại thách đấu với tôi? Tử Nguyệt chậm rãi đứng dậy, lại lao về phía tôi. Trả lời tôi, cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại thách đấu tôi? Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nhưng Tử Nguyệt hoàn toàn không có ý định trả lời. Ngay khi thanh kiếm của cô ta sắp chạm vào tôi, bốn đường không khí trực tiếp định hình cô ta giữa không trung. Chúc mừng chủ nhân đánh bại xích quái, nhận được kỹ năng ma hóa cấp CC. Gì vậy, cô ta tên là xích quái, chứ không phải Tử Nguyệt. Càng nghĩ càng kỳ lạ, tại sao cô ta lại mang quyết tâm chết để thách đấu với tôi? Rốt cuộc vì cái gì? Nghĩ thế nào cũng không hiểu. Thôi vậy, vẫn nên thu cô ta vào không gian vong linh của tôi đã. Còn tại một phòng họp nọ, một nhóm người già đang nhìn màn hình trước mặt. Tiếc quá, cải tạo thể số 122 xích quái đã mất. Thứ bị giết trong nháy mắt, thật không tôn trọng thành quả lao động của tôi. Một ông lão bước lên phía trước, nhấn vào avatar của Lạc Tuyết. Lập tức xuất hiện nhiều dữ liệu. Đối với một con người, những số liệu này có phải quá khoa trương không? Đúng là quá khoa trương, nhưng chính vì anh ta mạnh như vậy mới trở thành đối tượng nghiên cứu của chúng ta. Nếu có thể thông qua anh ta tạo ra một cải tạo thể hoàn hảo, rồi lấy đó làm mẫu sản xuất hàng loạt, thì chúng ta sẽ là chủ nhân của thế giới này. Ha ha ha. Đúng vậy, mọi người đừng nản chí. Kế hoạch thần chiến của chúng ta nhất định sẽ thành công. Mặt khác, tôi cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Tận thế này có kẻ điều khiển đằng sau. Luôn cảm thấy từ sau khi trải qua phó bản địa ngục, bất cứ việc gì cũng đáng ngờ. Kẻ bí ẩn đằng sau đúng là khốn kiếp để chúng ta giết nhau trong tận thế này. Lúc này giọng hệ thống lại vang lên. Người chơi Hồ Liệt Khác gửi lời thách đấu đấu trường. Có đồng ý không? Tôi nhớ mày. Chuyện gì vậy còn nữa? Nhưng tôi vẫn muốn làm rõ rốt cuộc ai đang giở trò đằng sau, nên lại chọn đồng ý. Lần này người thách đấu tôi là một gã đàn ông vạm vỡ. Không biết gã này có liên quan gì đến xích quái không? Vì vậy tôi hét lớn, tại sao anh lại thách đấu tôi? Hồ Liệt Khác cũng không trả lời. Thời gian chuẩn bị chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Anh ta cũng như xích quái chọn chủ động tấn công. Tôi tung ra khiên thôn phệ chắn trước người, mặc cho Hồ Liệt Khác đánh thế nào cũng không có tác dụng. Tiếp theo anh ta nhanh chóng lùi lại, đột nhiên nằm dạp xuống đất, bốn chân chạm đất. Tôi còn tưởng anh ta định biểu diễn ngũ thể đầu địa, nhưng giây tiếp theo thân hình anh ta bắt đầu phình to, từ từ biến thành một người sói khổng lồ. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Khi tôi vượt qua tầng 11 tháp thử thách, hệ thống nhắc chỉ cần lên đỉnh tháp thử thách sẽ được gặp vương tận thế và có một cơ hội ước nguyện. Tôi không có lý do không nghi ngờ đây có thể là cái bẫy vương tận thế muốn loại bỏ tôi. Nhưng giờ tôi có nhiều quái vật vong linh như vậy, dù là bẫy tôi cũng phải thử. Lập tức tôi nhấn nút vào. Giây tiếp theo tôi đến tầng 12. Ánh sáng tầng 12 rất tối, bầu không khí rất quái dị. Tôi ném một ngọn lửa nhỏ chiếu sáng xung quanh. Lập tức, vô số nhện dày đặc xuất hiện trước mắt tôi. May mà tôi có kỹ năng hóa tinh, nếu không cứ thế mơ hồ đi vào, không chắc mới lạ. Phía sau đám nhện này còn có một con nhện mẹ. Theo lệnh của nhện mẹ, đàn nhện bắt đầu ùa về phía tôi. Tôi thấy tình hình không ổn, trực tiếp dùng áp suất không khí bắn về phía nhện mẹ. Cuộc cầu không khí nổ trên người nhện mẹ. Mặc dù đòn này sát thương không tệ, nhưng khi đàn nhện con thấy nhện mẹ bị thương, liền bắt đầu chui vào trong nhện mẹ. Vết thương đã biến mất như vậy, thế mà cũng được sao? Thấy đàn nhện lại lao về phía tôi, tôi rút dao lửa ra, tung ra trận lửa, rồi dậm chân một cái. Trận lửa lập tức lan rộng, trực tiếp đuổi theo lũ nhện. Rõ ràng chúng sợ lửa.
lần lượt bắt đầu lùi lại. Thì ra sợ lửa à? Vậy dễ xử lý rồi. Chỉ thấy tôi búng tay một cái, xung quanh liền xuất hiện vô số đầu rồng, tiêu diệt hết hơn vạn con nhện này. Tiếp theo tôi lại dùng vô tận trích xuất, một phát trích xuất hơn vạn điểm năng lượng. Sau đó thu tất cả những con nhện này vào không gian vong linh. Sướng quá, đã quá. Chúc mừng chủ nhân nhận được kỹ năng cưỡng chế chia sẻ cấp CC, có thể cưỡng chế chia sẻ kỹ năng và vật phẩm của người khác. Gì vậy, không ngờ bác sĩ này lại rơi ra kỹ năng bá đạo thế. Nhưng kỹ năng này có giới hạn gì không? Kỹ năng này chỉ có thể chia sẻ trong tầm nhìn thấy thôi, và chỉ có thể dùng một lần. Kỹ năng của người khác cũng được, không tệ. Ải này thu hoạch khá nhiều, không chỉ có kỹ năng bá đạo, còn thêm hơn vạn nhện vong linh. Đội quân cái gọi là vương tận thế này. Đợi tôi đến kết thúc tận thế của ngươi đi. Tiếp theo tôi đến tầng 13. Đây là một nhà thờ, ghế không một bóng người, ngay cả một zombie cũng không thấy. Chúng tôi đi vào trung tâm nhà thờ, mới thấy có vài tượng đá hiệp sĩ. Chủ nhân, mấy tượng đá này có gì đó không ổn. Tôi cười hì hì. Ai này chỉ có mấy hiệp sĩ rách này thôi à? Millie, em thử nước ai này xem. Vâng chủ nhân. Lập tức Millie rút đại bác ra, trực tiếp tấn công hiệp sĩ. Một tiếng nổ vang, mấy tượng đá hơ ơ thành thực thể. Millie lại phát động tấn công, nhưng bị khiên hiệp sĩ dễ dàng hóa giải. Nhưng hiệp sĩ không phát động tấn công mà vây quanh tượng đá ở giữa. Chủ nhân xin lỗi, Millie vô dụng, không phá được phòng thủ của bọn họ. Không sao, đừng để tâm. Dù sao quái vật ở đây mạnh gấp trăm nghìn lần quái vật bên ngoài. Để tôi thử xem khiên của họ cứng thế nào. Lập tức một quyền đấm vào khiên hiệp sĩ. Quyền này kèm theo hơn vạn điểm thuộc tính sức mạnh, cộng thêm sức mạnh vạn lần cấp CC, trực tiếp đập vỡ khiên. Mấy hiệp sĩ cũng bị sức mạnh này đánh bay hết. Yếu hơn tôi tưởng một chút. Có vẻ phải tăng sức mạnh cho Millie rồi. Vạn nhất làm con bé tự ti thì không tốt. Ngay lúc này, tượng đá ở giữa cũng hơ thành thực thể. Sau lưng còn mọc ra 6 cánh. Hắn bay lên không trung, một luồng sáng mạnh xuất hiện. Lại xuất hiện một đám hiệp sĩ. Chẳng lẽ kỹ năng của thiên sứ hiệp sĩ là triệu hồi sao? Tôi cười gian, nghĩ bụng đúng lúc có thể thử. Kỹ năng mới nhận được. Hệ thống sử dụng kỹ năng cưỡng chế chia sẻ các CC. Kích hoạt thành công. Chủ nhân có thể dùng một lần kỹ năng triệu hồi hiệp sĩ. Ô, đi đường của đối phương, khiến đối phương không đường đi. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Tôi dẫn Tiểu Lộc, chỉ trong nửa giờ đã vượt qua tháp thử thách tầng 20. Phần thưởng vượt ải liên tục xuất hiện trên bảng. Quái vật vong linh xung quanh cũng tăng gấp đôi. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại. Vâng. Tiểu Lộc đứng ngay người tại chỗ. Nếu không nhìn thấy 10 dương báu vật trước mắt, cậu ấy còn tưởng mình đang mơ. Người thường vượt tầng 2 còn khó, Lạc Tuyết lại dẫn tôi dễ dàng vượt đến tầng 20. Còn là người nữa không? Và việc Lạc Tuyết dẫn Tiểu Lộc lại vượt qua tháp thử thách tầng 20, chuyện này nhanh chóng được mọi người biết đến. Đây là quái vật gì vậy? Lần này chỉ dùng hơn 20 phút đã vượt tầng 11-20. Đúng vậy, nhưng mà người tên Tiểu Lộc đó là ai? Có quan hệ gì với Lạc Tuyết? Ai biết được? Lần trước Lạc Tuyết cũng dẫn cô ấy cùng vượt ải. Hay si sao tôi không may mắn thế, gặp được đại thần Lạc Tuyết dẫn dắt. Tiểu Lộc nhìn bảng trước mắt cảm thán, không ngờ mình cũng nổi tiếng thế giới. Nhưng điều này buộc Tiểu Lộc phải tắt kênh chat với người lạ, chỉ giữ liên lạc với Lạc Tuyết. Dù sao giờ Tiểu Lộc đã nổi tiếng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm chat. Vậy mỗi ngày chẳng phiền chất sao? Trong tận thế này vẫn nên ít giao tiếp với người khác. Tôi chỉ muốn cố gắng sống sót thôi. Ngay lúc này, thông báo thế giới lại xuất hiện. 30 phút sau, zombie vây thành sắp đến, sẽ diễn ra trong khu vực này. Mỗi lần tiêu diệt đều nhận được nhiều phần thưởng, và những người sống sót cuối cùng đều có một cơ hội rút kỹ năng. Xin người chơi xác nhận có tham gia không. Tôi không do dự chọn tham gia, nhưng khi mở bản đồ ra, phát hiện phó bản lần này ngay gần tôi. Rõ ràng lần này mục tiêu của hắn là tôi. Zombie vây thành thật sự không muốn diễn nữa sao? Cấp cấp muốn loại bỏ tôi đến thế. Lần hành động này cũng có nhiều công hội tham gia. Dù sao cơ hội rút kỹ năng hấp dẫn như vậy, ai mà không động lòng. Tôi xem số người trong kênh khu vực, có đến 5.000 người. Có vẻ lần này chỉ riêng con người đã trên 5.000. Zombie vây thành không đơn giản đâu. Lần này người thật không ít. Lát nữa khi phó bản thế giới mở, địch đến, người mình đừng hại nhau nhé. Điều đó khó nói, anh em ruột còn tính toán rõ ràng. Vì lợi ích, làm gì có chuyện người mình. Hừ, các anh giữ được mạng là tốt rồi. Tôi có linh cảm, lần này chỉ với số dị năng giả của chúng ta, nhiều quái vật thế này, chắc chắn không yếu đâu. Sợ gì zombie vây thành? Nếu tôi không hiểu sai, cũng chỉ là số lượng nhiều thôi. Giờ dị năng giả đã hơn 5.000 rồi. Đến khi phó bản bắt đầu, dị năng giả kéo đến ít nhất cũng cả vạn. Để cho lũ zombie này xem, chúng ta mạnh thế nào.
Chớp mắt chỉ còn một phút cuối. Tôi thu xe nhà lại, dẫn Millie di chuyển nhanh trên cao ốc. Cuối cùng đến một tòa nhà cao 100 tầng. Nơi này tầm nhìn rộng, có thể quan sát hiệu quả toàn cục. 54321 Zombie đến. Lập tức mặt đất bắt đầu rung chuyển. Bầu trời vốn sáng rồi bỗng tối sầm lại. Tiếp theo ở khoảng trống ngoài thành phố, từng cánh cổng dịch chuyển lần lượt mở ra. Một đám zombie bắt đầu dày đặc tràn vào thành phố. Tôi dùng ma đồng quét một lượt, phát hiện trong thời gian ngắn vài phút, xung quanh đã tụ tập hàng vạn zombie, tạo thành thế bao vây thành phố. Những người thành công thấy cảnh này lập tức không bình tĩnh nổi. Cái quái gì đây? Sao nhiều thế này? Mọi người đừng căng thẳng, cũng chỉ là zombie thôi. Ngoài số lượng nhiều, không có ưu thế nào khác. Millian thấy sức chiến đấu đám zombie đó thế nào? Thưa chủ nhân, sau khi phân tích, những zombie này đã được tăng cường. Mỗi con sức mạnh tương đương đều gần bằng Basi tầng 1 tháp thử thách. Nhưng em còn nắm chắc đối phó được. Tôi hít một hơi lạnh. Không ngờ đám zombie này sức chiến đấu từng con ngang Basi tầng 1. Với số lượng khổng lồ thế này, phen này dị năng giả gặp họa rồi. Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế ngày thứ 5, thêm phe phái mới thú nhân, khiến con người sống càng nguy hiểm. Nhưng tất cả những điều này với tôi chỉ là thêm chút điểm kinh nghiệm thôi. Thú cưng rơi vương tham thiên của ngài đang bị săn đuổi. Gì vậy, sao tên này lại bị săn đuổi? Ai to gan thế? Vì vậy tôi bảo hệ thống cho tọa độ, lập tức lái xe đến đó. Lúc này, rơi vương tham thiên đang quần nhau với đàn ong sấm. Tuy từng con ong sấm không có gì đáng ngại, nhưng số lượng chúng quá lớn, đến nỗi trời phía trước xuất hiện dị tượng. Ong sấm vây quanh rơi vương, tức thì vô số tia sét đánh vào người rơi vương. Cảnh tượng trên trời cũng thu hút nhiều người xem. Con rơi đó to quá, nhưng sao có vẻ sắp thua rồi. Đúng vậy, ong sấm quá nhiều, chắc con rơi không trụ được lâu đâu. Thôi đừng nói nữa, ngay cả rơi vương cũng thua. Chúng ta trước mặt chúng chẳng khác gì cừu non chờ giết. Lúc này một bóng đen đột ngột lướt qua, mọi người giật mình. Chắc tiệt, vừa rồi cái gì bay qua vậy? Anh có phải ảo giác không? Không phải ảo giác. Nhìn kìa, bên cạnh rơi vương xuất hiện một người. To gan dám săn thú cưng của ta. Ông sấm không nói hai lời lao về phía tôi. Tôi cho kiếm bay xoay tròn trên không, như một cỗ máy xay thịt, xay nát đám ong sấm lao lên. Đám ong sấm phía sau thấy tình hình không ổn, lập tức tụ lại với nhau, hợp thành một con ong sấm khổng lồ. Có vẻ đây là con bài tẩy của ngươi rồi. Vậy chúng ta thử xem, rốt cuộc sấm sét ai mạnh hơn. Tôi lập tức tung ra lôi điện pháp vương, ong sấm cũng tung ra lôi đình. Ngay khi chúng tan rã, tôi liền thu tất cả vào không gian vong linh. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành phó bản ẩn, đánh bại đàn ong sấm, nhận được một cơ hội quay thưởng. Vì vậy tôi bước lên nhấn vòng quay. Chúc mừng chủ nhân nhận được thần sủng, bảng tiến hóa rút thăm, nhận được hỏa diễm quy non. Tiếp theo trên bảng xuất hiện hỏa diễm quy, nhiều cách tiến hóa. Tôi thấy có thể nâng cấp bằng điểm năng lượng. Xin nữa bật cười. Thứ tôi không thiếu nhất bây giờ là điểm năng lượng. Ước tính sơ bộ khoảng 9 chữ số. Vậy thì bắt đầu thôi, để xem nào. Con rùa nhỏ này khi mắc level sẽ thế nào. Tiếp theo tôi bắt đầu điên cuồng nhấn nút nâng cấp. Cấp độ của hỏa diễm quy cũng liên tục tăng. Cứ thể nhấn liên tục nửa tiếng. Chúc mừng chủ nhân, hỏa diễm quy đạt cấp 50. Tiến hô thành đại hỏa diễm quy. Cứ đây là cái gọi là tiến hóa à? Chỉ thêm chữ đại thôi sao? Vì vậy tôi chuẩn bị thả đại hỏa diễm quy ra, xem thử nó to cỡ nào. Đột nhiên màn hình trước mắt tối sầm. Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên trời xuất hiện một con rùa lửa dài rộng cả 100 mét. Đúng là to thật, không hổ danh thần sủng tiến hóa. Giai đoạn đầu đã có quy mô như vậy, tôi rất tò mò. Nếu tôi điên cuồng nhân bản hàng trăm con, liệu hỏa diễm quy này có thể đạt cấp độ hành tinh không? Nghĩ đến đây, tôi liền háo hức muốn thử xem những thú cưng khác có thể tiến hóa thần sủng không. Chủ nhân không được đâu, lần sau cơ hội rước thần sủng cần đợi chủ nhân nuôi một thần sủng mắc lề vần trước. Ồ, được rồi, vậy tạm thời thế này đã. Nhưng đối với người thường, số điểm năng lượng này là rất lớn. Nhưng đối với tôi, giết một đám quái nhỏ chẳng phải dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, con rùa to thế này, hay chúng ta xây một ngôi nhà trên đó đi. Ý hay đó rất ngầu. Vì vậy tôi dẫn Millie bay lên mài rùa, sau đó dùng thẻ cải tạo hàng ngày hợp nhất đại hỏa diễm quy với xe nhà. Hợp nhất thành công, chúc mừng chủ nhân nhận được thiết giáp quy xa. Ô, toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế, tôi đánh bại ong sấm vương, hoàn thành nhiệm vụ ẩn.
và nhận được bảng tiến hóa rút thần sùng. Tôi trực tiếp nâng nó lên cấp 50 và dùng thẻ cải tạo hợp nhất xe nhà với hỏa diễm quy, trở thành thiết giáp quy xa. Tốt tốt. Tiếp theo là phải kiếm thêm điểm năng lượng cho tên này nâng cấp. Vì vậy tôi phải vong linh ông sấm đi tìm con mồi, sau đó đem triệu hộp thịt tạp đến trung tâm giao dịch. Chưa đầy 3 phút, hộp đã bán hết, nhận được nhiều điểm năng lượng. Vì vậy tôi lại bắt đầu nâng cấp điên cuồng. Hỏa diễm quy cấp 60 mở khóa kỹ năng mới Thái Sơn áp đỉnh, cấp 100 mở khóa kỹ năng mới bay lơ lửng. Cứ thế một mạch lên đến cấp 120, hỏa diễm quy lại biến đổi, xung quanh thỉnh thoảng bốc lửa. Đột nhiên ông sấm truyền về, cảm nhận tâm linh, có vẻ đã phát hiện điểm năng lượng. Tôi ra lệnh cho hỏa diễm quy nhanh chóng đến. Cái gì vậy? Tôi vừa thấy một con rùa khổng lồ bay trên trời. Đúng vậy, tôi còn thấy người đứng trên đó. Chắc tiệt, tôi không hợp với tận thế này rồi. Lúc này, một nhóm người khác đang chuẩn bị gì đó. Thằng nhóc mày không nhìn nhầm chứ? Thú nhân chân ngắn thật sự tụ tập ở đây à? Đại ca tuyệt đối không sai, em thấy rõ ràng. Có khoảng vài chục thú nhân chân ngắn đi qua đây. Em tin đây là đại bản doanh của chúng. Tốt, hôm nay dù thế nào cũng phải diệt chúng. Dám đánh em trai tao, phải cho chúng biết hậu quả. Tưởng Hồng Thiên Bá cấp AC dễ bắt nạt à? Đại ca, nếu đàn thú nhân chân ngắn đó quá đông thì sao? Chắc tiệt, đừng nói mấy câu nản lòng thế, đại ca nói đúng đấy. Mày quên kỹ năng của đại ca là gì rồi à? Chúng càng đông càng tốt, như vậy càng có lợi cho chúng ta. Đột nhiên một thú nhân chân ngắn xuất hiện trước mặt. Đuổi theo, cả nhóm vội đuổi theo. Đuổi vài phút, đột nhiên tên thú nhân chân ngắn đó không chạy nữa. Hê, chạy không nổi rồi hả? Chịu sự trừng phạt của ông đây đi. Lúc này mặt đất bắt đầu rung chuyển. Giây tiếp theo, xung quanh xuất hiện hàng nghìn vạn thú nhân chân ngắn. Số lượng này, ngay cả Hồng Thiên Bá có thiên phú cấp AC cũng phải hít một hơi lạnh. Xong rồi sao, nhiều thế này? Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao? Hồng Thiên Bá cũng muốn khóc. Tưởng nhiều lắm là nghìn con, không ngờ lại nhiều thế này. Dù anh có kỹ năng chinh phục cấp AC, cũng không thể chinh phục hơn vạn thú nhân. Nghe theo mệnh lệnh của mình, con người nhỏ bé, các người không nên đến nơi này. Lúc này một con ong sấm lơ lửng trên đầu họ, biến mất trong chớp mắt. Tiếp theo tôi đạp kiếm bay đến. Tôi nhìn một lượt cảm thán, nhiều thế này, ít nhất 10 vạn con, toàn là điểm kinh nghiệm. Bên Hồng Thiên Bá cũng chú ý đến Lạc Tuyết. Chuyện gì vậy? Sao tên đó có thể đứng trên trời? Chẳng lẽ hắn cũng là thú nhân? Không thể nào, đây không phải khí tức thú nhân mà là kiếm bay. Hắn chắc chắn cũng là người có kỹ năng cấp AC. Này anh bạn trên kia, hợp tác không? Chiến lợi phẩm chia đôi thế nào? 3 phút trôi qua, vẫn không đợi được phản hồi của đối phương. Hồng Thiên Bá tức giận. Ia, mày điếc ia. Qua giọng nói tôi có thể xác định họ là người Hàn. Đại ca, tên này không biết điều. Chúng ta cần ép kéo hắn xuống nước nhé. Đợi giải quyết xong rắc rối trước mắt, chúng ta sẽ xử lý hắn. Chiến lợi phẩm sẽ là của chúng ta hết. Hồng Thiên Bá nhìn tên thủ hạ đó, hai người cùng cười. Lập tức Hồng Thiên Bá dùng kỹ năng chinh phục, khống chế một thú nhân chân ngắn phía trước, nhanh chóng tấn công Lạc Tuyết. Hay hay, đám thú nhân này rất đoàn kết. Chỉ cần anh làm bị thương một con, những con khác chắc chắn sẽ tấn công anh. Giờ xem anh có hợp tác không. Nào ngờ, những suy nghĩ này của họ đã bị tôi nhìn thấu. Muốn dùng cách này kéo tôi xuống nước, thật không biết lượng sức. Dù có triệu thú nhân trước mặt tôi, tôi có gì phải sợ? Toàn dân xuyên không, sinh tồn tận thế. Ở đây mọi người đều thức tỉnh dị năng, còn tôi có hơn nghìn kỹ năng cấp CC và triệu quân đoàn vong linh. Tôi vào tầng 40 tháp thử thách. Ở đây không có quái vật, mà là của cầu đen trước đây đang đợi tôi. Chào bạn cũ, chúc mừng anh vượt qua tầng cao nhất tháp thử thách. Giờ chúng tôi cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất là gia nhập chúng tôi. Gia nhập chúng tôi, anh sẽ kiểm soát tận thế. Những con người và quái vật khác đều là đồ chơi của anh. Còn lựa chọn thứ hai, lựa chọn thứ hai là đối đầu với tổ quản lý tận thế chúng tôi. Như vậy, chúng tôi sẽ tập hợp tất cả quản lý viên tận thế, tiêu diệt triệt để mầm họa là anh. Nghe xong, tôi bỗng cười lớn. Buồn cười thật, quái vật nhỏ còn muốn làm thần thánh, kiểm soát sinh mệnh người khác. Tôi chọn phương án thứ ba, tiêu diệt triệt để các người, kết thúc tận thế. Có khí phách, vậy anh hãy tận hưởng 3 ngày cuối cùng đi. Đợi tổ quản lý chúng tôi tập hợp, sẽ là ngày anh chết. Nói xong tôi được dịch chuyển ra khỏi tháp thử thách. Không được sức mạnh đối thủ tôi hoàn toàn không biết. Giờ tôi phải làm sao? Đột nhiên thông báo hệ thống xuất hiện. Chúc mừng chủ nhân lên đỉnh tháp thử thách, nhận được một gói quà chọn kỹ năng cấp CC. Tôi mở gói qua, các loại kỹ năng hiện ra trước mắt. Bàn tay hacker, kỹ năng này trông không tệ. Vì vậy tôi mở giới thiệu bàn tay hacker. Bàn tay hacker cấp CC có thể xâm nhập hệ thống người khác. Thấy giới thiệu kỹ năng này, tôi chợt nảy ra ý tưởng.
Hệ thống tôi chọn cái này. Như vậy tôi có thể dùng kỹ năng cưỡng chế chinh phục, rồi kết hợp với bàn tay hacker, giúp người khác nhanh chóng vượt tháp thử thách. Như vậy sức mạnh loài người cũng sẽ tăng theo. Tổng kết ra quy luật này, tôi lập tức bắt đầu vận hành bàn tay hacker, sau đó dùng kỹ năng cưỡng chế chinh phục, khống chế đại lượng con người. Trong 10 phút này, nhiều người đột nhiên vượt qua tầng 10 tháp thử thách. Chuyện gì vậy? Có phải hệ thống bị lỗi không? Tôi vừa rồi như ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã vượt qua 10 tầng tháp thử thách. Tôi cũng vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao tôi không được? Các anh đùa phải không? Đừng quan tâm chuyện gì xảy ra. Xem ba lô còn thêm 10 hộp quà vượt đài này. Ô thật này, sướng quá đi. Chỉ có vậy đã thỏa mãn sao? Hôm nay tôi phát miễn phí 10 triệu hộp quái vật, mỗi người một hộp đại thần. Em yêu anh, em muốn đẻ khỉ con cho anh. Đại thần em cũng yêu anh. Phản ứng này thực sự vượt quá dự đoán của tôi. Con gái thì được, con trai thì không cần. Mọi người đừng vui quá sớm. Tôi đã vượt qua tầng cao nhất tháp thử thách, nhưng cái gọi là tổ quản lý của họ lại muốn khởi động lại tận thế, sẽ xóa bỏ chúng ta, xóa bài lại. Tôi hy vọng toàn nhân loại đoàn kết, cùng chống lại kẻ thù. Toàn nhân loại đoàn kết không thể nào. Để các bạn đoàn kết ngay của thật khó. Nhưng 3 ngày nữa sẽ là thời khắc chúng ta bị kết thúc. Chúng ta buộc phải đoàn kết. Và tôi có thể dạy các bạn nhanh chóng tăng sức mạnh, giống như lúc nãy một số người đột nhiên vượt qua 10 tầng tháp thử thách vậy. Ồ ra là đại thần Lạc Tuyết làm. Ghê quá, tôi cũng muốn. Đúng đúng đúng, chúng tôi đều là tử đồ của đại thần Lạc Tuyết. Vậy mấy ông trùm công hội thì sao? Anh Lạc Tuyết nói là được. Công hội Viêm Long chúng tôi vốn cùng nguồn với anh, đều là người đại hạ, chúng tôi phải ủng hộ. Tuy công hội đại bang chúng tôi không muốn làm phụ thuộc, nhưng vì kết thúc tận thế này, chúng tôi cũng sẵn lòng nghe theo sắp xếp của đại thần Lạc Tuyết, theo sự quy phục của hai chùm công hội. Nhưng công hội nhỏ khác cũng đều đồng ý theo tôi. Hơn 1.000 công hội này trực tiếp hợp nhất thành một đại công hội. Cuộc chiến giữa loài người và thế lực bí ẩn sắp nổ ra.